Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 256, Thua Trong một đêm, quyền lực trong thiên hạ đã thay đổi. Nhiễm duyên giết cha, mưu đồ đoạt quyền, nhưng bị tứ hoàng tử nhiễm sóc cùng quy đức trung lang tướng truy bắt và buộc tội. Trước khi băng hà, văn tuyên đế đã thay đổi chiếu thư chỉ định người kế vị sau khi nhập hoàng lăng lễ lên ngôi vẫn diễn ra như thường lệ nhưng người lên ngôi không phải là nghiễm duyên mà là nghiễm sóc trong triều đình không ai dám phản đối cách làm việc của nghiễm sóc hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài nhân từ và ít nói của anh ta thể hiện sự quyết đoán và tàn nhẫn ngay từ đêm bắt giữ nghiễm duyên anh ta đã ra lệnh truy nã tất cả những người trung thành của nghiễm duyên nghiễm duyên vốn đã không có quân lực mạnh Trước đây nhờ vào quan hệ với Từ Kính phủ và sự hỗ trợ của hòa gia, nhưng sau sự việc của Hòa Như Phi, binh quyền của quân phủ Việt bị thu hồi, không thể sử dụng cho thái tử nữa. Hành động quyết liệt và nhanh chóng của Nghiễm Sóc khiến người khác kinh sợ. Các triều thần bàn tán, nhận thấy tứ hoàng tử có khí chất của một đế vương và lần đầu chứng kiến sự tàn nhẫn của anh ta. Về việc tiên hoàng di chiếu yêu cầu người chết theo cũng đã bị phát hiện là giả. Lan Quý phi, nghi quý nhân và hơn 10 nữ tử khác được bảo toàn tính mạng. Khi tin tức truyền đến tai dân chúng, họ đều ca ngợi tứ hoàng tử là người nhân từ và anh minh. Dân chúng không quan tâm ai ngồi ở vị trí cao này. Chỉ cần có áo mặc, có cơm ăn, hoàng đế là ai cũng không quan trọng. Triều thần cũng không phản đối, vì trong hoàng thất đại ngụy, ngũ hoàng tử nhiễm cắt còn nhỏ, chỉ có nhiễm sóc mới có thể đảm đương được tình thế hiện tại. Sau khi văn tuyên đế nhập hoàng lăng, trong thanh lan cung, lan quý phi cởi bỏ lễ phục nặng nề vừa ngồi xuống thì có người từ bên ngoài bước vào đó là nghe quý nhân chúc mừng tỷ tỷ đã đạt được ước muốn nghe quý nhân vừa nói vừa bước đến ngồi xuống bàn nhỏ cười nhưng không thật lòng không bao lâu nữa thiếp sẽ gọi tỷ tỷ một tiếng thái hậu nương nương lan quý phi nhìn nàng ánh mắt vẫn điềm tĩnh như trước nghe quý nhân bây giờ không phải vẫn còn sống sao nghe quý nhân sững sờ ngày đó Ngụy Huyền Trương đập đầu tự sát trước thừa nhạc cung, làm mâu thuẫn giữa thái tử và đại ngụy trở nên gay gắt đến đỉnh điểm. Thái tử tàn nhẫn cố chấp, còn nàng ngày mai phải cùng Văn Tuyên đế vào lăng mộ tối tăm. Cuối cùng, Nghề Quý Nhân và Lan Quý Phi đã hợp tác với nhau. Lời của Nghiễm Cắt là giả, chiếu thư truyền vị cũng chưa chắc là thật. Cuối cùng, Nghiễm Sóc chỉ cần một cái cớ, một cái cớ danh chính môn thuận. Thực tế, vào lúc đó, Nghề Quý Nhân quyết tâm chiến đấu đến cùng, nghĩ rằng dù sao cũng là cái chết thà liều một phen nhưng sâu trong lòng nàng không tin nhiễm sóc sẽ thành công nhưng nhiễm sóc lại thành công ngoài mong đợi mặc dù bên ngoài nói đơn giản chỉ trong một đêm ngắn ngủi nghe quý nhân nhận ra rằng nếu chỉ là ý muốn nhất thời nếu nhiễm sóc chỉ vì mẹ mình mà phản kháng trong thời gian ngắn như vậy khó có thể giành được sự ủng hộ của quy đức trung tướng quân và phong vân tướng quân có lẽ cảnh tượng trên kim loan điện đêm qua đã được lan quý phi dự đoán từ nhiều năm trước thậm chí, suy nghĩ sâu hơn, có lẽ Lan Quý Phi biết việc văn tuyên đế bị nhiễm duyên giết. Nhiễm sóc trầm lặng và ôn hòa, nhân từ và không quan tâm triều chính, Lan Quý Phi không tranh giành và dịu dàng, văn tuyên đế yêu thương và chân thành, tất cả đã được Lan Quý Phi sắp xếp từ rất lâu trước đây. Từ đầu đến cuối, không phải nhiễm sóc diễn quá giỏi, mà là vì mọi việc đều nằm trong kế hoạch của Lan Quý Phi, thậm chí con trai nàng cũng không biết. Có lẽ Trương Hoàng hậu đã đoán đúng một điều. Lan Quý Phi không phải không tranh giành, mà chỉ không quan tâm đến những ân huệ bình thường. Khi nào muốn tranh giành, là để con trai mình có được vị trí cao quý nhất trên đời. Vì vậy, thái tử nhất định thất bại, vì hắn không có một người mẹ nào có thể kiên nhẫn và che giấu mọi sơ hở suốt nhiều năm vì mình. Nhiễm cắt còn nhỏ, từ hôm nay, trong hoàng thất đại ngụy, không ai có thể là đối thủ của nhiễm sóc. Nghề quý nhân trong lòng run rẩy, trước mắt là người phụ nữ với vẻ ngoài dịu dàng, nhiều năm qua chưa từng thấy nàng tức giận hay trách cứ, nhưng hóa ra, nàng mới là người đáng sợ nhất. Thiếp thân, sống sót cũng tốt rồi. Nghề quý nhân cúi đầu, giọng nói vô tình mang một chút khiêm tốn và sợ hãi. Sau này, thiếp thân sẽ hầu hạ nương nương thật tốt. Mong nương nương quan tâm hơn đến nhiễm cát. Lan quý phi không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, nàng quay đầu lại, như thể vừa nghe rõ lời của nghe quý nhân, khẽ gật đầu và nói. Tốt. Phủ thái tử hỗn loạn, bọn hạ nhân khóc lóc thảm thiết, bị quan binh kéo đi. Thái tử phi thét lên chói tay khi bị mang đi, móng tay cào vào tường để lại vết dài. Có người chậm rãi bước vào, đi thẳng đến phòng cuối cùng trong viện tử gần đó. Đây là một căn phòng tối, thái tử nhiễm duyên tính tình hung ác, nếu ai đắc tội, hắn sẽ giết cho hà giận, còn thảm hại hơn thì bị giam vào phòng tối trong phủ thái tử để tra tấn, sống không bằng chết. Bây giờ phủ thái tử xảy ra chuyện, quan binh vội vàng đuổi bắt người thân trong phủ, không ai chú ý đến nơi này. Nam tử trẻ tuổi chậm rãi bước vào, giày sạch sẽ dẫm lên nền đất ẩm ướt. Phòng tối rất tối, chỉ có ánh đèn mờ mờ, có thể thấy dấu vết tối tăm, hoặc đã khô, hoặc phát sáng, như máu người. Nơi này giống như một nhà tù, các phòng được ngăn cách bằng hàng rào sắt, không có người canh giữ. Khi nghe thấy động tính, người trong phòng không phản ứng, chỉ nhấp đầu lên chút rồi lại cúi xuống, họ đều hấp hối không tin rằng sẽ có người đến cứu. Tuyệt vọng bao trùm nơi này, hắn chậm rãi bước qua từng phòng, dừng lại trước mỗi phòng, nghiêm túc xem xét người bên trong. Khi phát hiện không phải người mình tìm, hắn lại đi ra. Cứ thế, hắn đi qua từng phòng cho đến phòng cuối cùng. Trên mặt đất, một bóng người co do nằm nghiêng như đứa trẻ, hai tay khoanh lại, đầu cúi xuống ngực. Quần áo nàng sộc sạch, mặc dù không động đẩy, nhưng cơ thể bắt đầu run rẩy. Sở chiêu dừng bước, Hắn nhìn người trong bóng tối một lúc lâu rồi mở cửa. Người bên trong vẫn không động đậy, thậm chí không liếc nhìn hắn. Sở Chiêu đi đến trước người đó, chậm rãi quỳ xuống, dường như muốn trấn an nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, "Ứng Hương." Người trước mặt run dày mạnh mẽ, "Ứng Hương." Sở Chiêu dừng lại một chút rồi nói, "Thái tử đã chết, ta đến để đưa ngươi về." Hắn đưa tay đỡ Ứng Hương, nhưng nàng ngăn lại. Tuy nhiên dường như nàng không còn sức lực, việc ngăn cản không có tác dụng. Sở chiêu đỡ nàng ngồi xuống trước vách đá, gạt tóc rối khỏi mặt nàng, rồi kinh ngạc. Ngươi, đừng nhìn. Ứng hương yếu ớt nói, gương mặt xinh đẹp của nàng đầy vết đau đáng sợ, không được chữa trị tốt, vết thương chưa lành, máu me đầm đìa. Nhìn qua, nàng trông như một hồn ma, khiến người ta kinh hãi. Sở chiêu trong lòng kinh hoàng, trước đêm nhiễm sóc đến thừa nhạc cung, sở chiêu đã đến quý phủ của tứ hoàng tử hắn đã nhìn rõ ràng rằng nhiễm duyên không thể đấu lại nhiễm sóc trương hoàng hậu cũng không phải đối thủ của lan quý phi hắn không có đường nào khác để đi ngay cả khi theo nhiễm sóc nhiễm sóc cũng sẽ không trọng dụng hắn nhưng nếu đi theo nhiễm duyên cũng chỉ là cùng bị trói và cùng chết mà thôi khi từ kính phủ còn sống ông đã nói với hắn rằng trong mọi việc phải biết cách lựa chọn hắn quyết định hợp tác với nhiễm sóc trong một thương vụ cuối cùng hắn tiết lộ toàn bộ binh mã và kế hoạch của thái tử bán đứng thái tử để đổi lấy điều kiện sống sót cho mình và ứng hương hắn không còn mong muốn gì về thành tích trên con đường làm quan vì điều đó đã không thể nữa rồi mặc dù cuộc đánh cược này không biết có thành công hay không nhưng ít nhất hiện tại vẫn còn sống là tốt rồi khi đó nhiễm sóc nhìn hắn không ngờ sở chiêu lại đưa ra điều kiện này chỉ hỏi sở tứ công tử đã coi trọng tiền nữ của ngươi như vậy tại sao trước đây lại tự nguyện đưa nàng đi theo nhiễm duyên Ngươi đã đưa nàng đi làm gián điệp, nên không còn tình nghĩa gì khác. Bây giờ, ngoại trừ nàng, ta không cầu xin gì khác, nhưng điều này khiến người khác không hiểu rõ. Sở chiêu nhẹ nhàng nói. Ta cũng không hiểu. Đối với hắn, không có chuyện gì trên đời không thể lợi dụng, kể cả con người. Nhưng mỗi lần như vậy, vào một thời điểm nào đó, lại luôn để lại chút gì đó không hoàn toàn là mối đe dọa. Hỏa yến là như vậy, và ứng hương cũng thế. Hắn nhìn ứng hương trước mắt, trong chốc lát không biết phản ứng thế nào. Ứng hương chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi vội vàng cúi đầu, như sợ làm bẩn ống tay áo của sở chiêu, không nói thêm gì nữa. Bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng quát lớn của quan binh và tiếng khóc của hạ nhân, ứng hương nghiêng tai lắng nghe một lúc, rồi nói. Thái tử đã chết rồi sao? Sở chiêu bình tĩnh lại, nói nhỏ. Đúng, ngươi có thể rời khỏi phủ thái tử. Nghe vậy, ứng hương không tỏ ra vui mừng, ngược lại như lùi lại một chút nói. Không, ngươi không muốn trở về cùng ta sao? Sở chiêu hỏi. Tứ công tử. Giọng nàng mềm mại như tơ lụa, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là sẽ vỡ vụn, ứng hương nói. Nô tỳ không thể đi được. Sở chiêu ngạc nhiên. Vì sao? Như đã trải qua cuộc đấu tranh lớn, ứng hương chậm rãi vươn tay, vén lên ống tay áo, sở chiêu bất ngờ trợn to mắt. Làn da nguyên vẹn như tuyết giờ đã hoàn toàn thay đổi, giống như bị lửa thiêu đốt hoặc bị đập nát lộ ra vết thối giữa. Thái tử ép nô tỳ uống thuốc độc không có thuốc giải. Ứng hương nói. Nô tỳ chỉ đang chờ chết. Nhiễm duyên hận nàng vì phản bội và bất trung, nên có vô số cách tra tấn. Ứng hương có dung mạo tuyệt đẹp, hắn liền hủy hoại dung mạo của nàng. Hắn còn muốn nàng chết theo cách tàn nhẫn nhất, chứng kiến từng tấc da thịt hoàn hảo của mình thối giữa, cuối cùng chết trong đau đớn và ghê tởm. Giết người chu tâm, không gì tàn nhẫn hơn cách này sở chiêu trong khoảnh khắc đó, cảm thấy cực kỳ hoang mang, cảm xúc mà đã nhiều năm chưa từng trải qua. Hắn không biết làm sao nhìn về phía ứng hương, nói. Không sao đâu, ra ngoài rồi, ta sẽ tìm đại phu chữa trị cho ngươi. Không cần đâu. Ứng hương cười khổ. Nô tì biết rõ, không thể cứu được nữa. Ánh đốt cháy trên tường lập lòe chiếu rõ khuôn mặt nàng đầy vết máu, rõ ràng và đáng sợ, không còn chút gì của vẻ đẹp duyên dáng trước kia. Sở chiêu kinh ngạc nhìn nàng, hắn biết rõ ứng hương rơi vào tay nhiễm duyên sẽ không có kết cục tốt, nhưng tuyệt đối không ngờ tình cảnh lại đến mức này. Không chết, nhưng còn tệ hơn cả chết. Nô tỳ còn có một chuyện muốn nhờ công tử. Ngươi nói đi. Hắn đáp. Nô tỳ cả đời này, không có gì cả, chỉ có dung mạo là quý giá. Ứng hương đưa tay như muốn chạm vào mặt mình, nhưng dừng lại giữa không chung. Giờ dung mạo đã bị hủy, lại uống phải thuốc độc không giải được. Nô tỳ không muốn chết trong đau đớn và ghê sợ, tứ công tử có thể cho nô tỳ một cái chết nhanh chóng ngươi muốn ta giết ngươi sở chiêu ngạc nhiên nhìn nàng mạng nô tỳ vốn do tứ công tử cứu giờ chết dưới tay tứ công tử cũng coi như viên mãn hơn nữa giọng nàng nhẹ nhàng tứ công tử không phải hại nô tỳ mà là giúp nô tỳ sở chiêu nói ta không thể giết ngươi vậy thì xin tứ công tử rời đi nàng người tình nữ quen thuộc ngoan ngoãn lần đầu tiên tỏ ra cứng rắn trước mặt hắn nô tỳ sẽ ở lại đây, không đi đâu cả. Ứng hương. Lần đầu tiên sở chiêu cảm thấy bất lực trước nàng, hắn nhẹ nhàng nói. Vết thương của ngươi không phải không thể chữa lành, ở Sóc Kinh có nhiều đại phu giỏi, họ có thể chữa trị cho ngươi. Mặc dù chữa khỏi rồi thì sẽ thế nào? Ứng hương cười nhẹ. Nô tỳ bây giờ đã mất dung mạo, thậm chí không thể chăm sóc cho mình, nếu ở bên cạnh công tử, không thể giúp đỡ mà chỉ làm liên lụy. Nghe vậy, sở chiêu khai thay đổi sắc mặt, hắn nói ngươi ở bên cạnh ta, chỉ để giúp đỡ ta thôi sao? Công tử không giữ lại người vô dụng. Ứng hương trả lời, lời nói của nàng sắc bén mà hắn không biết đáp lại thế nào. Năm đó, nô tỳ bị phụ thân xem như hàng hóa để buôn bán, nhưng công tử đã cứu nô tỳ. Từ đó, công tử là ân nhân của nô tỳ, nô tỳ vì công tử không ngại sông pha khói lửa. Tất cả những gì nô tỳ làm trước đây đều là tự nguyện, nhưng giờ khi cái chết đến gần, nô tỳ mong có thể tự quyết định số phận của mình. Ứng Hương nhìn hắn, trong đôi mắt ấm áp kia lần đầu tiên hiện lên sự sáng tỏ như lửa. "Mời công tử giúp nô tỳ." Khi ánh mắt chạm nhau, Sở Chiêu có thể thấy rõ, trong mắt nàng là sự quyết tâm muốn chết. Lần đầu tiên hắn nhận ra, Ứng Hương thật sự kiên cường và cố chấp đến thế. "Cầu xin công tử giúp đỡ." Nàng cố hết sức quỳ xuống, theo động tác của nàng, những vết thương kinh hoàng trên người dần hiện ra, tỏa ra mùi máu tanh hôi. Giống như lần đầu tiên nàng gặp Sở Chiêu, được hắn mua lại, lo sợ và bất an quỳ xuống cúi đầu cung kính. Nàng không còn sống lâu nữa, dù không chết lúc này cũng chẳng thể sống thêm bao lâu. Sở Chiêu nhắm mắt lại, "Ta đồng ý với ngươi." "Đa tạ công tử." Ứng Hương nói nhỏ, Sở Chiêu đưa tay dìu nàng từ dưới đất đứng lên, Ứng Hương lảo đảo ngẩng đầu, rồi ngay lập tức, bàn tay từ phía sau của hắn đột nhiên đưa về phía trước. Khi mũi dao cắm vào thịt, mọi thứ im lặng. Nàng không kịp nói gì. Cơ thể lao tới trước, ngã vào ngực Sở Chiêu. Sở Chiêu buông tay ra, ôm nàng vào lòng, nửa quỳ xuống. "Đa tạ công tử." Ứng Hương nhìn hắn, cố gắng nở một nụ cười. Công tử lần đầu tiên thỏa mãn nguyện vọng của nô tỳ. Người nàng đầy vết máu mới cũ, vết máu dính vào áo bảo sạch sẽ của Sở Chiêu, tạo thành những đốm loang lổ. Nam tử cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt bất lực. Chính sự bất lực này, trong mắt Ứng Hương, khiến nàng trong một thoáng lòng đau đớn nàng yêu thích sở chiêu từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã yêu trong tình cảnh tuyệt vọng này khi bị cha mình đẩy vào hố lửa có một thiếu niên anh tuấn ném đến cho nàng một cái phao cứu mạng nàng bám vào cọng cỏ này và cũng yêu luôn người đó nàng yêu sự ôn tồn lễ độ của hắn và cả sự tàn nhẫn của hắn yêu sự khoan hậu bao dung bề ngoài nhưng lại có trái tim lạnh lùng vô tình cũng yêu sự yếu đuối và bất lực thoáng qua dưới lớp tự vệ kiên cố của hắn đó là một con người phức tạp, càng phức tạp, càng nhiều bất hạnh. Vận mệnh khiến hắn mâu thuẫn, người khác thấy sở tử lan, chỉ là một sở tử lan giả. Chỉ có nàng biết rõ sở tử lan thật sự, sở tử lan thật không phải là người tốt, nhưng nàng vẫn không do dự, như thiêu thân lao vào lửa mà yêu hắn. Những năm qua, ứng hương ở bên cạnh sở chiêu, bị sở phu nhân làm khó dễ, bị ba đích tử của sở ra đùa giỡn, bị từ phinh đình trong bóng tối nhắm vào, thậm chí cuối cùng bị đưa vào phủ thái tử, đến tình trạng hiện nay nàng chưa bao giờ hối hận bởi vì từ đầu nàng đã không có gì để mất nàng từng hận từng oán hắn nhưng không thể chống lại tình yêu tình yêu này được giấu kín cẩn thận hèn mọn đến tột cùng nhưng mãnh liệt khiến chính nàng cũng thấy vô lý chưa bao giờ nói ra cứ thế lặng lẽ âm thầm yêu hắn nhiều năm sở chiêu thông minh như vậy không thể nào không nhận ra nàng yêu hắn công tử nàng cố gắng nói Nô tỳ có thể hỏi ngươi một câu không? Giọng nam tử rất nhẹ, vẫn như trước đây đầy ôn nhu. Ngươi hỏi đi, tứ công tử có phải đã sớm biết, từ tiểu thư sẽ đưa nô tỳ vào phủ thái tử? Sở chiêu cúi đầu nhìn nàng, trong mắt hắn lấp lánh như đá huỳnh quang, gợn lên từng đợt sóng. Hắn không trả lời, nhưng ứng hương ngay lập tức hiểu ra. Thì ra là thế. Nói xong câu đó, nàng từ từ khép mắt lại, hơi thở dần yếu đi, cho đến khi không còn sự sống trong căn phòng tối, người đàn ông mặc áo xanh yên lặng cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng mình. trước mắt hiện lên hình ảnh nhiều năm trước, hắn đứng giữa cảnh đẹp trăm hoa đua nở, giữa tiếng cười nói, nghe thấy tiếng khóc thút thít. theo âm thanh nhìn qua, chỉ thấy thiếu nữ mảnh mai nhìn mình, nhàn sắc tuyệt thế. hắn cứu nàng, nhưng cũng hại nàng. nếu như trước đây không ra tay, có lẽ giờ đây ứng hương sẽ sống vui vẻ hơn. không giống bây giờ, dù chỉ còn một khắc cuối cùng trong đời cũng chứa đầy đắng chát. Nàng không làm gì sai, nếu có, cũng chỉ là vì đã yêu một người như hắn. Không biết bao lâu đã trôi qua, Sở Chiêu đứng dậy, bế thi thể ứng hương lên, chậm rãi bước ra khỏi phòng tối, từng bước một tiến về phía ngoài. Trong cảnh cùng đường, hắn đã thực hiện giao dịch cuối cùng với tứ hoàng tử, chỉ để cầu xin chút ấm áp thương hại, nhưng giờ đây, chút ấm áp đó cũng không còn. Người cuối cùng sống nương tựa cùng hắn cũng đã mất, ván cờ này hắn không thu hoạch được gì. Mọi thứ đều thua rồi. chương 257, Mời Trinh Ngày 3 tháng 2, Tứ Hoàng Tử Nhiễm Sóc Đăng Cơ, kế vị ngôi vua, tiếp tục dùng niên hiệu. Khánh Nguyên Được tôn xưng là Chiêu Khang Sau khi Chiêu Khang đế lên ngôi, ông bác bỏ yêu cầu hòa bình của ô thác, điều tra và thanh trừng dư đảng của tử tướng, truy phong hiền xương quán chủ ngụy huyền trương với thụy hiệu. Văn Chính Vụ án minh thủy được làm rõ ràng khắp thiên hạ từ kính phủ nắm giữ triều chính nhiều năm, cùng bè phái của ông ta lũng đoạn và bóc lột dân chúng. Bây giờ chiêu khang đế lên ngôi, những kẻ trước đây theo phe thái tử tự nhiên sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là Thạch Tấn Bá, một môn sinh đắc ý của từ kính phủ và sở tứ công tử. Không lâu trước đây, chiêu khang đế chấp thuận cho sở tử Lan từ chức. Sau khi từ quan, sở tử Lan rời khỏi sở ra và biến mất ở Sóc Kinh nghe nói có người từng gặp hắn ở dịch trạm ngoài thành, có thể hắn đã rời khỏi sóc kinh, nhưng đi đâu thì không ai biết. Điều đặc biệt là không ai thấy vị thị nữ tuyệt sắc của hắn đi cùng. Trong viện, Thanh Mai đang bưng nồi xương vừa nấu xong đúc cho nhị mau. Hỏa Yến nhìn hai người họ hòa thuận vui vẻ, lòng có chút lo lắng. Ngươi cũng muốn gặm khúc xương đó sao? Có người bên cạnh hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc. Hỏa Yến lấy lại tinh thần, thấy tiêu giác từ bên ngoài đi tới sáng sớm nay hắn đã ra ngoài, tứ hoàng tử, bây giờ phải gọi là chiêu khang đế, từ khi lên ngôi, liên tiếp triệu kiến hắn. Hỏa Yến hiểu rõ ý định của tứ hoàng tử, hiện tại trong triều vẫn còn dư đảng của thái tử, chiêu khang đế quyết định trọng dụng tiêu giác và Yến hạ. Đây vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng Hỏa Yến lại cảm thấy có chút bất an. Có tâm sự gì sao? Tiêu giác nhướng mày hỏi. Hoàng thượng đăng cơ đã được một thời gian rồi. Hỏa Yến nhìn lên bầu trời nhưng những người ô thác đó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Họ đã âm mưu nhiều năm, hợp tác với Thái tử và Từ Kính Phủ. Bây giờ Thái tử và Từ Kính Phủ đã bị lật đổ, liệu họ có cam tâm không? Ngươi biết đấy, mỗi lần Tân Hoàng lên ngôi, đó là thời điểm nguy hiểm nhất. Quyền lực thay đổi, ngai vàng vẫn chưa vững, nhất là trong triều đình có nhiều kẻ lòng giả khác nhau, dễ bị lợi dụng. Hỏa Yến đã từng quen biết với những người ô thác, thấy rõ họ không phải loại người sẽ cam tâm nhượng bộ. Ta biết. Tiêu giáp nói bằng giọng điềm tĩnh. Hỏa yến nhìn tiêu giáp. Hoàng thượng xử lý thế nào với những sứ giả ô thác? Trước đây thái tử đã thả họ ra, hiện tại một số đã bị bắt lại, nhưng tin tức chắc đã truyền về ô thác. Ý ngươi là, họ sẽ hành động sớm. Tiêu giáp nở nụ cười nhạt. Không sai. Hỏa yến thở dài trong lòng. Mặc dù nàng là võ tướng, nhưng nàng không thích chiến tranh, Chiến tranh đồng nghĩa với đổ máu và hy sinh, vô số dân chúng phải chia ly gia đình. Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Hơn nữa, nàng nhìn về phía người bên cạnh, thấy ánh mắt nam tử bên cạnh dõi theo con chó trong sân, môi khẽ nhếch lên. Đây là khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Thôi, nàng nuốt lời định nói vào trong, sau một lúc lâu, đưa tay kéo tay Tiêu Giác, nghiêm túc nói. "Tiêu Giác, tối nay ta muốn ăn thịt kho tàu chim bồ câu." Những ngày yên tĩnh luôn rất ngắn ngủi triều khang đế đăng cơ chưa đầy 10 ngày, người ô Thác đã trắng trợn dẫn binh tấn công đại ngụy, tiến lên phía bắc theo dòng sông hứng thú. Cuộc chiến giữa người ô Thác và đại ngụy, sau mấy chục năm âm mưu cuối cùng đã bùng nổ. Cửu xuyên, cát quận, vân truy, tịnh giang, bốn thành vì binh lực không đủ, lại bị người của thái tử tận lực an bài trước đó, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã bị người ô Thác chiếm lĩnh. Sau khi người ô Thác công phá cửa thành, họ trắng trợn tàn sát, những người may mắn trốn thoát kể lại rằng, ven bờ sông xác chết chất đống như núi, máu nhuộm đỏ cả dòng sông. Triều Khang đế giận dữ, lập tức cử người đi đối phó. Nhưng đại ngụy nhiều năm nay coi trọng văn học, chèn ép võ học, ngoài phong vân tướng quân và phi hồng tướng quân, không còn nhiều người tài giỏi có thể dùng. Lúc này, phi hồng tướng quân hòa như phi còn đang dưỡng bệnh, quyền kiểm soát quân đội lại trở về hoàng thất. Tại triều đình, triều khang đế hỏi xem ai nguyện ý mang binh dẹp loạn, ngoài quy đức, Yến Hạ và Đô Đốc Hữu Quân tiêu giác, không ai bước lên. Nói đúng ra, cũng không phải là không có người, cũng có lão tướng nguyện ý cầm đao ra trận, nhưng tiếc thay, họ quá già, không thể một lần nữa ra chiến trường. Hoàng thất đại ngụy nhiều năm xa vào an nhàn đã gieo xuống hậu quả xấu, cuối cùng tại thời khắc này đã hiển lộ rõ. Trên tim loan điện, chiêu khang đế nhìn văn võ bá quan dưới bậc thang, mặt trầm như nước, thở dài. Chư công vô năng, không bảo vệ được non sông đại ngụy của ta, trong sự yên tĩnh hoàn toàn có người bước ra giọng nói trong trẻo. bệ hạ thần nguyện dẫn quân phủ việt tiến đến cửu xuyên kháng địch nữ tử mặc triều phục màu đỏ đứng trong điện khí khái hào hùng thẳng thắn nàng ngẩng đầu nhìn về phía thượng đế vương trên cao ánh mắt trong sáng và kiên định đây là vũ an hầu hỏa yến cũng là phu nhân của phong vân tướng quân triều khang đế hơi dừng lại trong cuộc tỷ đấu với thái tử cuối cùng tiêu gia đã đứng về phía hắn Tiêu giác rất thông minh, không trực tiếp tham gia, chiêu Khang đế cố ý trọng dụng Tiêu giác, nhưng không thể cho hắn quyền lực quá lớn, suy đi tính lại, cuối cùng thăng chức cho Hỏa Yến. Hỏa Yến cuối cùng vẫn là nữ tử, hiện tại chỉ có một tước vị hầu. Thăng chức cho Hỏa Yến là một cách để hồi báo Tiêu giác, nhưng không để Tiêu giác có quyền lực quá lớn khiến người khác bất an. Như Thái hậu nương nương từng nói, không nên xem thường nữ tử. Thăng chức cho Hỏa Yến, từ một khía cạnh nào đó, cũng là một cách để kiềm chế Tiêu giác nhưng chiêu khang đế thật sự không ngờ rằng hỏa yến lại đứng ra vào thời điểm này hắn vô thức nhìn về phía tiêu giác muốn bắt được một chút cảm xúc trên khuôn mặt tiêu giác đáng tiếc vị hữu quân đô đốc đại ngụy này thần sắc vẫn bình tĩnh không thấy nửa điểm gợn sóng chẳng lẽ hắn đã sớm biết việc này nhưng nếu biết vì sao lại không báo trước với mình mà chờ tới bây giờ mới nói hỏa yến cúi người nói thần đã giao chiến với ô thác mấy lần cả gan xin bệ hạ cho phép thần mang binh tiến về cửa xuyên. Nói về việc giao chiến với ô thác, nàng thực sự có kinh nghiệm. Dù là ở tế dương hay nhuận đô, nếu không thì khi đó văn tuyên đế cũng sẽ không bổ nhiệm nàng. Nhưng nếu nói về lãnh binh tác chiến, không đợi chiêu khang đế mở miệng, có văn thần lên tiếng. Vũ An Hầu, ngươi chỉ là một nữ tử, làm sao có thể mang binh kháng địch? Đại nhân chỉ sợ quên. Hỏa yến ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti uy chấn tứ hải phi hồng tướng quân, nguyên cũng là nữ tử. Vị đại thần kia bị chặn hỏng, không thể nói được gì. Đúng vậy, vị phi hồng tướng quân chân chính, chẳng phải cũng là một nữ tử. Chiều khang đế trầm mặc một lúc lâu, nói. Việc này rất quan trọng, chấm không thể quyết định ngay, cho phép chấm suy xét thêm rồi sẽ quyết định. Hắn nhìn về phía tiêu giác, đến đây, chiều khang đế vẫn không thể xác định tiêu giác có biết kế hoạch của hỏa yến hay không. Nếu tiêu giác cũng ủng hộ quyết định của hỏa yến, thì chắc chắn sẽ âm thầm đến tìm mình. Nếu tiêu giác lên tiếng, triều khang đế sẽ xem xét việc chấp thuận, nếu hỏa yến thực sự không có khả năng, vị hữu quân đô đốc đại ngụy cũng sẽ không để cho phu nhân mình đi chịu chết. Đương nhiên, điểm mấu chốt nhất là, như Lan Quý Phi đã nói, đại ngụy đã không còn người nào có thể đảm đương. Những tương lĩnh có năng lực lãnh binh tác chiến xuất sắc rất ít, dù hỏa yến không đi, thì còn ai có thể. Trong lòng hắn âm thầm cười khổ, chỉ cảm thấy chiếc mũ vàng sáng chói trên đầu này thật sự rất nặng. Sau khi tan chiều, Hòa Yến theo tiêu giác ra ngoài, bất ngờ Yến Hạ từ phía sau đi theo. Anh ta gọi Hòa Yến lại. Này, ngươi thật sự định mang binh đi cửu xuyên à? Làm sao? Hòa Yến đang bận suy nghĩ, nhìn bóng lưng tiêu giác phía trước, không quan tâm mà trả lời. Yến Hạ nhìn theo ánh mắt nàng về phía trước, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Chuyện hôm nay trên chiều, chẳng lẽ Tiêu Hoài Cần vẫn chưa biết sao? Hòa Yến im lặng. Hòa Yến, ngươi cũng thật là lợi hại. Yến Hạ hiểu ra, kinh ngạc và thán phục nhìn nàng. Không ngờ Tiêu Hoài Cần lại tức giận như vậy. Việc lớn như thế mà ngươi không thương lượng với hắn, chơi trò tiền trảm hậu tấu. Được thôi, muốn nói ngươi có thể khiến Tiêu Hoài Cần tức đến vậy, có lẽ thực sự đi cửu xuyên, người ô thác cũng không phải đối thủ của ngươi. Anh ta giả vờ muốn vỗ vai Hòa Yến, nhưng nhớ ra nàng là phụ nữ, nên rụt tay lại, nhìn Hòa Yến với vẻ hả hê nói. Tiêu Hoài cần tức giận như vậy, Vũ An Hầu, chúc người may mắn. Nói xong, anh ta phất tay áo, đi thẳng về phía trước. Hòa Yến bị Yến hạ mỉa mai, nhưng không tức giận, hôm nay nàng không thương lượng với Tiêu Giác, trực tiếp xin lệnh chinh chiến trên điện Kim Loan, có vẻ Tiêu Giác cũng tức giận. Tuy nhiên, có rất nhiều điều kiêng kỵ, nàng thực sự không biết làm sao để nói với Tiêu Giác lúc này tiêu giác đã đi về phía xe ngựa của tiêu ra ngoài cung hỏa yến vội vàng cùng lên ngồi cùng hắn trong xe ngựa phu xe đánh xe xe ngựa trở về tiêu ra trên đường nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh ánh mắt tiêu giác yên tĩnh càng bình tĩnh hỏa yến lại càng cảm nhận được sự tức giận của hắn lúc này hỏa yến không nói gì nàng vẫn đang suy nghĩ phải nói thế nào khi xe ngựa dừng lại trước cửa tiêu phủ tiêu giác tự mình xuống trước không quay đầu lại mà đi vào trong hỏa yến theo sau nhảy xuống có lẽ bầu không khí trong xe quá nặng nề phu xe tốt bụng nhắc nhở hỏa yến thiếu phu nhân thiếu gia hôm nay tâm trạng không tốt ngài nên chấn an hắn hỏa yến cười nói chắc chắn rồi nàng theo tiêu giác vào tiêu phủ trở lại viện tử thanh mai đang phơi chăn mền trong sân thấy hỏa yến liền vui mừng nói thiếu phu nhân suỵt hỏa yến ra hiệu im lặng với nàng rồi theo tiêu giác vào trong vừa vào cửa nàng đóng cửa lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của tiêu giác. Hỏa Yến không nói gì, bước qua ôm lấy hắn. Ngươi hãy bình tĩnh trước đã. Tiêu giác đứng yên trong phòng, để mặc nàng ôm, lạnh lùng nói. Không muốn mỗi lần đều dùng cùng một cách. Mặc dù không có gì mới mẻ, nhưng hiệu quả là được rồi. Hỏa Yến thầm nghĩ, nàng cũng không muốn mỗi lần đều dùng cách này, nhưng tiêu nhị thiếu ra lại bị dính, thì còn biết làm sao. Ta đến để giải thích. Hỏa Yến siết chặt đai lưng trước ngực, giọng thành khẩn. Ta muốn nói với ngươi, nhưng mỗi lần muốn nói lại cảm thấy phá hỏng bầu không khí, nên lần nữa kéo dài đến hôm nay. Ta trước tiên nói rõ, ta tuyệt đối không có ý tiền trảm hậu tấu, nếu có thì cũng là với Hoàng thượng, không phải ngươi. Hôm nay ta sợ không nói, Hoàng thượng sẽ điểm người khác mang binh, nên đành phải mở miệng trước. Tiêu Giác, nàng ngừng đầu nhìn hắn. Ta thực sự không cố ý. Tiêu Giác tranh ánh mắt nàng, giọng lạnh lùng hòa đại tiểu thư, ngươi bây giờ lừa người, đều qua loa như vậy. Khi nghe bốn chữ, hòa đại tiểu thư, có thể thấy hắn thực sự tức giận, hỏa yến giật mình, vội nói. Tiêu giác, ngươi là chủ tướng, sao có thể vào trước làm chủ, ta thật sự không lừa ngươi. Nàng thực sự muốn nói, nhưng những ngày yên tĩnh này, mỗi lần nhìn tiêu giác thoải mái, nàng không muốn nhắc đến những chuyện này. Được rồi, ta có chút lo lắng. Thấy thái độ tiêu nhị thiếu ra vẫn lạnh lùng, Họa Yến thừa nhận lòng tư của mình. Ta, ta không biết phải nói với ngươi thế nào. Nàng buông tay khỏi đai lưng tiêu giác, cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi nhìn chân mình, giọng do dự. Người ô thác bên kia loạn thế này, ngươi là tướng lĩnh binh đi vân Tri, vân Truy và cửu xuyên không cùng một hướng. Nếu ta chủ động xin hoàng thượng lệnh xuất trinh, hoàng thượng đồng ý, ta sẽ phải một mình mang binh đi cửu xuyên. Ngươi chắc chắn rất lo lắng. Nàng nhìn thoáng qua mặt tiêu giác, thấy hắn đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt sáng lên, nhưng hắn lại nhanh chóng quay đầu đi, Hỏa Yến hiểu rõ, nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng tràn đầy tình cảm. Sau khi ta và ngươi thành thân, nhìn khắp sóc kinh, tất cả nam tử không ai chu đáo như ngươi. Ngươi là người phu quân tuyệt vời nhất, chắc chắn lo lắng cho ta, người vợ nhỏ bé, một mình ở ngoài. Nếu ta thật sự mang binh đi cửu xuyên, ngươi sẽ ngày ngày nhớ nhung ta, lo lắng cho ta, có lẽ sẽ còn nhốt ta trong phòng, ta là một nữ tử yếu đuối, không thấy ánh mặt trời. Nàng lại bắt đầu nói nhảm, tiêu giác bị chọc tức mà cười, nhìn nàng một cái. Khóa ngươi trong phòng. Hắn cười khẩy. Trên đời không có quyền lực nào có thể khóa cửa đập phá vợ yêu. Ngươi hiểu lầm ta rồi. Hỏa yến chỉ vào ngực mình. Mặc dù ta nhìn rất mạnh mẽ uy vũ, nhưng tâm hồn ta rất yếu đuối. Như khi ngươi vừa tức giận, ta rất đau khổ, trái tim tan nát rồi, bây giờ nàng không biết xấu hổ nữa lời nói cứ thốt ra khỏi miệng tiêu giác cũng bị nói đến mức không còn cảm xúc sau một hồi lâu hắn mới thở ơ mở miệng ngươi nghĩ rằng ngươi muốn dẫn binh đi đánh cửu xuyên ta sẽ không đồng ý sao hỏa yến không nói gì hắn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt có chút giận dữ nhưng trong sự giận dữ đó lại xen lẫn một chút bất lực khó phát hiện cuối cùng hắn quay người lại nếu như ngươi nói thẳng với ta ta cũng sẽ không ngăn cản Hỏa Yến nhìn bóng lưng của hắn, nụ cười đùa cợt ban nãy đã biến mất, nàng khẽ nói. Ta nghĩ rằng nếu là ngươi, sẽ để ta cùng ngươi đi Vân Truy. Cửu Xuyên gần Mạc huyện, ngươi quen thuộc địa hình Mạc huyện, tất nhiên muốn mang quân phủ Việt đi Cửu Xuyên hơn. Tiêu Giáp nói bình tĩnh. Ở Vân Tri, ngươi không thể phát huy hết sở trường của mình. Hỏa Yến khẽ giật mình, hắn quay người lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Hỏa Yến. Ánh mắt rõ ràng, bằng phẳng như một chiếc gương phản chiếu mọi tâm tư của nàng. Hóa ra hắn đều biết hết, Hỏa Yến dừng lại một chút, rồi một lần nữa đưa tay ôm lấy người trước mặt, lẩm bẩm nói. Làm sao ngươi biết hết mọi chuyện? Nàng thực sự muốn đi cửu xuyên hơn, vì trước đây chưa từng đến Vân Truy, nếu nàng cùng tiêu giác đi Vân Truy, thì chiêu khang đế tất nhiên sẽ cử tướng khác đi cửu xuyên. Không ai quen thuộc cửu xuyên hơn nàng, không phải vì nàng tự tin, mà có thể nói, không ai hiểu rõ cách chiến thắng ở cửu xuyên hơn nàng hiện tại đại ngụy không có người tài để dùng, chiến sự ở tỉnh Giang, Cửu Xuyên, Cát Quận và Vân Truy đều đang bết bát. Mặc dù nàng biết rõ khả năng của mình, nhưng lo lắng sẽ làm loạn, tiêu giác bây giờ là trượng phu của nàng, chưa chắc đã đồng ý để nàng một mình mang binh đến nơi nguy hiểm. Giống như năm đó tiêu phu nhân luôn ngăn cản tiêu trọng vũ vậy. Ta đã nói rồi. Giọng tiêu giác từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Muốn làm gì thì cứ làm, làm được là được rồi hỏa yến ngước mắt lên hỏi ngươi tin rằng ta làm được hắn khẽ cười hòa tướng quân có gì mà không làm được hỏa yến nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn bật cười ban đầu tưởng rằng rất khó để nói rõ nhưng bây giờ chỉ cần vài câu đã nói rõ ràng hắn thực sự rất bao dung với nàng bao dung đến mức hỏa yến thậm chí cảm thấy những suy nghĩ và lo lắng của mình đều buồn cười nhưng mà hoàng thượng chưa chắc đã giao binh quyền trực tiếp cho ta nụ cười vừa hiện trên môi hỏa yến, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Dù sao đối với người ngoài, nàng có danh hiệu Vũ An Hầu cũng là nhờ ánh hào quang của tiêu giác. Ngay cả ở Tế Dương, Nhuận Đô, với tiêu giác và Lý Khuông, nàng cũng chưa từng một mình mang binh đánh trận, nếu giao binh quyền trực tiếp cho nàng, người ngoài chưa chắc đã chịu phục. Ta sẽ vào cung gặp Hoàng thượng, binh quyền phủ Việt quân sẽ giao vào tay ngươi. Tiêu giác nói. Nhưng làm sao để cho thuộc hạ tin tưởng ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngươi nói thật sao? Hỏa Yến bỗng nhiên kích động, làm cho thuộc hạ tin tưởng, nàng có biện pháp, nếu tiêu giác có thể thuyết phục chiêu khang đế, việc này coi như đã định. Hoàng thượng hôm nay không trả lời trực tiếp ngươi, tức là muốn xem ý ta. Hắn cười. Hắn không tin ngươi, nhưng tin ta. Nếu ta đảm bảo cho ngươi, hắn sẽ tin ngươi có năng lực dẫn binh. Lúc này chính trị rối loạn, chẳng lẽ bệ hạ không sợ giao binh quyền cho ta, Vợ chồng chúng ta quyền lực quá lớn, trở thành uy hiếp đối với hắn. Hỏa Yến đùa, lúc này ai có binh quyền, người đó có phần thắng. Mặc dù thái tử không còn, trong hoàng thất tạm thời không ai uy hiếp Chiêu Khang đế, nhưng võ tướng có công lao quá nhiều. Từ xưa đến nay cũng không phải là chuyện tốt. Đại ca và đại tẩu vẫn ở kinh thành, huống chi, đại tẩu đang mang cốt nhục của Tiêu gia, trong vài năm hoàng thượng sẽ không nghi ngờ Tiêu gia. Hỏa Yến nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng nàng nhìn về phía trước hỏi ta còn một câu hỏi ngươi nói hoàng thượng muốn ngươi đảm bảo cho ta tiêu giác ngươi tin rằng ta sẽ đánh bại những người ô thác đó sao như thể cảm thấy câu hỏi của nàng buồn cười tiêu giác không nhịn được cười hắn nghiêng đầu lười biếng nói trên trời dưới đất ai gặp ngươi mà không bái phục lời nói như chế diễu nhưng trong giọng nói lại mang theo niềm kiêu hãnh nghe lời này hòa yến rất vui nàng nhón chân lên tiến đến bên tai tiêu giác nói nhỏ cũng vậy, tiêu đô đốc, ta cũng tin rằng ngươi sẽ nhanh chóng giành chiến thắng ngay từ trận đầu. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 258, Nghĩa. Cuối cùng, Triều Khang Đế vẫn đồng ý cho Vũ An Hầu Hỏa Yến dẫn đầu Phi Hùng và quân phủ Việt Tiến đến Cửu Xuyên để chống giặc. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều trong triều đình, nhưng cuối cùng mọi việc cũng lắng xuống. Thứ nhất, vì lý do liên quan đến tiêu gia, không ai dám phản đối. Thứ hai, dù hỏa yến không đi trong triều đình cũng không có nhiều người có thể đảm nhiệm Thả để cho vũ an hầu người từng giao chiến với ô thác dẫn binh còn hơn yến hạ dẫn binh yến ra đi trước đến quận cát tiêu giác dẫn quân nam phủ tiến vào vân truy còn hủ huy tướng quân mặc dù tuổi đã cao cũng dẫn binh đến hợp sức cùng người lương châu vệ để tình hình chiến đấu ở tỉnh giang tốt hơn một chút hỏa yến dẫn quân phủ việt tiến đến cửu xuyên trong số bốn người chưa hủ huy tướng quân đã lớn tuổi Ba người còn lại đều rất trẻ. Đặc biệt là Hỏa Yến, Triều Khang đế giao binh quyền cho họ không phải vì đánh cược, mà là để bồi dưỡng những người thân tín cho mình. Nếu Hỏa Yến được sử dụng tốt, nàng có thể sẽ trở thành một phi Hồng mới. Sau khi nhận được binh phù, họ sẽ nhanh chóng rời kinh thành. Hỏa Yến thỉnh cầu Triều Khang đế cho vương bá và những người đã theo nàng từ Lương Châu về đến Nguyện đô, phối hợp cùng nàng trong các trận tập kích địch, được gia nhập quân phủ Việt lần này đi cửu xuyên và chiêu khang đế đã đồng ý. Sau khi mọi việc kết thúc, thời gian còn lại ở sóc kinh chỉ còn hai ngày. Sấm xuân rền rĩ, báo hiệu tiết kinh chập sắp đến. Cảnh liễu non đã bắt đầu đâm chồi xanh, ẩn mình bên bờ sông, làm cho màu nước thêm xanh biếc. Tại quán của ông Tôn ở phía đông thành, một cô gái mặc váy xanh đang vất mì từ nồi sắt ra. Cô gái không lớn tuổi lắm, dung mạo thanh tú, khi nói chuyện với người khác có chút thẹn thùng, là một cô nương yên tĩnh và ngượng ngùng. Hai chàng trai trẻ bước vào, cậu thiếu niên trẻ hơn cười tươi nói: "Hai bát mì Dương Xuân." Rồi đưa vài đồng tiền, Tôn Tiểu Lan vội vàng lau tay bằng khăn, nhận tiền và nói: "Khách quan vào bên trong ngồi đợi, mì sẽ có ngay." Tiểu Mạch nhẹ gật đầu, rồi nháy mắt ra hiệu với anh trai mình, nhưng bị Thạch Đầu trừng mắt cảnh cáo. Hai người tìm một cái bàn và ngồi xuống, Tiểu Mạch hỏi Thạch Đầu: "Anh à, chúng ta sắp ra trận." lần này không phải đi Lương Châu về mà sẽ đối mặt với ô thác. Anh thích chị Tiểu Lan, sao không nói với chị ấy trước khi đi? Thạch đầu im lặng, không nói gì. Nếu anh không nói, mà tôn đại gia gả chị ấy cho người khác thì sao? Tiểu Mạch nhìn anh trai. Chúng ta ở Lương Châu về đã lâu, sao anh bây giờ lại sợ hãi như vậy? Thạch đầu lắc đầu, giọng thấp. Lần này đi cửu xuyên, không chắc còn sống trở về. Sao phải cho người ta hy vọng rồi làm họ thất vọng? Anh nhìn về phía cô gái mặc váy xanh đang bận rộn, nở một nụ cười hiếm hoi. Nếu còn sống trở về, sẽ nói với nàng tấm lòng của ta. Tiểu Mạch nhìn Tôn Tiểu Lan rồi lại nhìn Thạch Đầu, một lát sau thở dài chấp nhận. Thôi được, anh nói sao thì vậy. Mì nhanh chóng được mang lên, Tôn Tiểu Lan cười nói. Hai vị ăn ngon miệng, rồi nhanh chóng rời đi. Thạch Đầu nhìn theo một lúc lâu rồi mới rời ánh mắt. Trời bắt đầu mưa nhỏ, rửa sạch những tảng đá xanh trước tiệm mì cô gái tiệm mì thu dọn chén bát đến bên cạnh bàn thì thấy hai bát mì trống cùng với một chậu hoa sơn đào chậu hoa đào này nở sớm một số bông chưa nở hoàn toàn màu sắc nhàn nhạt như tuyết đỏ ngày xuân cô sững sờ một chút hiện lên hình ảnh thiếu niên ít nói vừa rồi một lát sau má ửng hồng ôm chậu hoa đào cẩn thận mang vào trong phòng phỉ chạy trước núi trông rất cũ nát người đàn ông có sẹo trên mặt leo lên mô đất cuối cùng nhìn phỉ chạy trước mắt mà ngẩn ngơ một đứa trẻ dắt Châu đi qua cửa ra vào nhìn hắn một cái, sau đó ngẩn người, rồi hét lên. Đại đương gia đã về rồi. Vương bá bị vây quanh vào trại, mọi người đều gọi. Đương gia. Khiến ông cảm thấy như đã qua mấy đời. Ở lương Châu vệ lâu, ông đã học được cách phục tùng, làm lính quen, nhưng giờ lại được người ta tôn kính, thực sự làm ông cảm thấy không thoải mái. Ông ho nhẹ một tiếng. Hôm nay ta trở về chỉ để nói một tiếng ngày mai ta sẽ lên đường đến cửu xuyên đánh ô thác. Thuận tiện xem các ngươi sống thế nào. Có người chen lên nịnh nọt. Kể từ khi đại đương ra đi, người đến đỉnh núi này không nhiều, thu hoạch kém, mọi người bắt đầu trồng trọt. Còn nuôi tầm, dù không bằng lúc làm giặc cướp, nhưng lại ổn định hơn. Nhị đương ra nói, chờ đến mùa hè, trong núi sẽ đào một con đường nuôi cá, sau này chúng ta không cần lo lắng về thức ăn. Vương bá cảm thấy vui mừng nhưng cũng có chút chua sót ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có vẻ như khi ta không có ở đây, các người cũng sống rất tốt. Nhị đương ra bước tới, là người có học thức, gia cảnh xa suốt nên mới phải làm thù phỉ, nhưng lại không giỏi việc tay chân. Ban đầu vương bá hy vọng ông ta có thể đưa ra ý kiến hay, nhưng sau đó từ bỏ và để ông ta ở lại trại dạy trẻ con đọc sách viết chữ. Nhị đương ra nói. Lúc trước đương gia cũng là quan binh tiểu phỉ, thấy cướp đường không an toàn, nên mới đi lương châu vệ nhập ngũ hai năm này bên ngoài loạn lạc, mọi người sống không tốt, nhưng giờ tự cấp tự túc được như vậy cũng đã rất khá. Đương ra đi đánh ô thác, không có chúng ta làm liều mạng bên ngoài, sao có thể có cuộc sống dễ chịu. Các huynh đệ đều nhớ ngài, nếu ngày nào ngài muốn về, ngài vẫn là lão đại của chúng ta. Vương bá cảm thấy thư thần một chút, nhẹ hư một tiếng. Coi như các ngươi có lương tâm. Ông lấy từ bao quần áo mang theo mấy thỏi bạc, từng cái gạt ra. Đây là... Có người cẩn thận hỏi ta lập công trong binh doanh, cấp trên thưởng. Ông không để ý vung tay lên. Hiện tại ta ăn ở đều trong quân doanh, giữ lại vô dụng, các ngươi cầm đi, muốn mua gì thì mua, đừng nói lão đại không quan tâm các ngươi sống chết. Nhị đương ra do dự một chút. Đây là ngài dùng mạng đổi lấy, chúng ta không dám nhận. Bảo ngươi nhận thì nhận, nói nhảm nhiều thế. Vương bá chừng mắt. Dám mạnh miệng phải không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không dám phản bác, một nhóm trẻ con vây quanh nhảy lên người vương bá, la hét. Đại đương gia lợi hại, đại đương gia giỏi nhất. Vương bá bị chen lấn chỉ lộ ra cái đầu, tức giận nói. Đừng dẫm ta, lăn xuống hết. Mọi người nhìn cảnh náo nhiệt, đều cúi đầu cười. Trong căn nhà lá cũ nát, trên bàn có một bồn lớn thịt dê hầm. Thiếu niên 11-12 tuổi đang ăn, miệng đầy mỡ, quai hàm phình lên. Hồng Sơn nói. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Ca ca. Đứa trẻ ngẩng đầu lên, Hàm Hồ nói: Lần sau ngươi về, chúng ta lại ăn hầm thịt dê. Hồng Sơn bật cười: Được. Bà lão bên cạnh không đồng ý lắc đầu. Ngươi cái gì cũng chiều nó. đứa nhỏ này được nuông chiều hỏng thì làm sao? A à Thành ngoan thế này, sao bị hư được? Hồng Sơn cười sờ đầu em, cảm thán: A à Thành giờ đã cao lớn hơn ta lúc đó nhiều. vài năm nữa là có thể một mình gánh vác. Trong nhà chỉ có hai anh em và mẹ già. Tiểu Mạch tuổi tương tự, còn em mới 12 tuổi. Hồng Sơn không có tài cán gì, nhưng vào được lương châu vệ, quen biết một đám huynh đệ giỏi là điều không ngờ. Dù vậy, anh muốn đặt mọi hy vọng vào em, hy vọng em có thể làm giảng rỡ tổ tiên. A à, Thành. Anh nhìn đứa em đang vui vẻ ăn đùi dê. Lúc ta mới vào binh doanh, lần đầu gặp Vũ An Hầu, nàng còn gầy yếu hơn ngươi. Nhưng về sau, nàng một mình chiếm vị trí đầu ở lương châu vệ. Nàng thực sự giỏi vậy sao? Còn giỏi hơn ca ca? A à, Thành Hiếu kỳ hỏi. Hồng Sơn cười. Nàng giỏi hơn ta nhiều. Anh nhìn em. Nàng cũng ăn khỏe như ngươi. Nên A à Thành, khi ta không ở đây, ngươi phải cố gắng. Biết đâu sau này, ngươi cũng sẽ giỏi như Vũ An Hầu. Vũ An Hầu là nữ, ta là nam, sao ta có thể làm Vũ An Hầu? Đứa trẻ không chịu. Ta muốn làm Phong Vân tướng quân. Hồng Sơn và phụ nhân liếc nhau, rồi cùng cúi đầu cười. Được rồi, làm Phong Vân tướng quân cũng được. Hồng Sơn cười nói. Phi ca ca đi ngươi nhất định phải chăm chỉ đọc sách luyện võ đừng chọc mẹ tức giận biết không đá biết a à thành vỗ ngực cam đoan ca ca yên tâm ta sẽ chăm sóc mẹ a à sơn bà lão nhìn hồng sơn ánh mắt ôn nhu nhưng lo lắng chiến trường rút đao kiếm không có mắt nhất định phải cẩn thận hồng sơn đầy bát canh trước mặt mẹ yên tâm đi nương ta nhất định sẽ chăm sóc bản thân võ quan ở kinh thành giang quán trưởng đang cùng thiếu đông gia giang giao luận võ cả hai đều dùng trường thương năm đó giang quán trường xuất thần nhập hóa với trường thương giờ con trai ông giang giao còn giỏi hơn trường thương như giao long xuất hải vừa đẹp vừa hung mãnh một cú đâm ngang mũi thương đã chạm vào cổ giang quán chủ tua đỏ rung động tiếng khen ngợi vang lên xung quanh tốt thiếu đông ra giỏi quá giang quán chủ thua không chịu nhận mình già à bại dưới tay con trai giang quán chủ không tức giận mà ngược lại lộ ra vẻ kiêu ngạo nhìn người trẻ tuổi thẳng tắp trước mắt, lòng ông tràn ngập niềm vui lớn. Năm đó vị hôn thê của Giang Giao tự tử cùng người khác, Giang Giao lập tức trở thành trò cười, từ đó không gượng dậy nổi. Ngày ngày anh nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai. Bạn bè người thân đến khuyên cũng không có tác dụng, Giang quán chủ chỉ có một đứa con trai như vậy, vừa giận vừa đau lòng, không có cách nào. Đúng lúc Lương Châu vệ chiêu tân binh, ông muốn thử thách ý chí con trai, liền buộc Giang Giao nhập ngũ không ngờ chỉ trong hai năm, Giang Giao đã thay đổi hẳn. Không còn thấy chán nản như xưa, kỹ năng thương càng phát triển. Nếu nói trong đời Giang Quán Chủ có điều gì đáng mừng, thì chính là ngày ông đưa thư chiêu binh của Lương Châu Vệ, ném đứa con này vào quân doanh. Ông giả vờ rụt rè nói. Thuật bắn súng của ngươi thực sự rất tinh. Giang Giao cười nói. Là bạn bè chỉ điểm tốt. Kỹ năng thương của hắn được Hòa Yến chỉ điểm, nghĩ đến cũng cảm thấy thổn thức. Kỹ năng thương của Hòa Yến vượt xa mình, muốn đuổi kịp nàng, mình còn cần rất nhiều cố gắng." Giang quán chủ đi vào phòng, mang ra một cây trường côn được bọc bằng vải đỏ. "Đây là cho ngươi." Giang quán chủ nói. "Mở ra xem." Giang Dao mở ra, lột vải đỏ, bên trong là một cây trường thương màu bạc, đẹp và sắc bén hơn cây thương hắn mang khi đi lương châu vệ. "Lần này ngươi đi cửu xuyên, cây thương cũ e không đủ. Võ quán chúng ta chưa bao giờ thiếu binh khí tốt." cây thương này phù hợp với kỹ năng thương của ngươi bây giờ. Giang Giao cầm cây thương, vung vài lần, cảm thấy rất hợp ý, liền vui vẻ nói. Đa tả cha, đã cầm thương tốt của võ quán, đừng làm nhục danh Giang ra. Giang quán chủ trầm giọng nói, ngưng một lát rồi bổ sung. Đương nhiên, càng phải bảo vệ mình, nhớ kỹ, còn sống trở về. Giang Giao cười lớn, thả lòng thương phía sau, sảng khoái nói. Đó là tự nhiên. Mưa phùn nhẹ nhàng, quán rượu nằm bên bờ sông, một ông lão mặc áo tơi đang câu cá. Người đàn ông to lớn như hắc hùng cầm đại đao, vuốt ve chuỗi vật Châu trước ngực, nhìn về phía quán rượu với ánh mắt nhu hòa. Nơi này từng là nhà hắn, khi đó cũng vào ngày xuân như thế này, nhà họ gần bờ sông, thời tiết này có thể vớt được nhiều cá. Các huynh đệ vứt cá lung tung vào giỏ trúc, đám nữ hài thì làm sạch cá, nướng thơm ngào ngạt. Khi đó cha mẹ hắn vẫn còn, sân nhà luôn náo nhiệt thời gian vô yêu vô lo tưởng chừng như không có hồi kết hắn cũng tưởng mình sẽ mãi mãi không lớn lên chỉ trong chớp mắt nhiều năm đã trôi qua cảnh còn người mất người nhà đã không còn ở đây sân nhà đầy kỷ niệm đã trở thành quán trọ hắn cô đơn một mình trước khi đi cũng không có ai để nói lời tạm biệt bà chủ quán rượu nhiệt tình chào mời đại ca có cần một bát hành hoa rượu không hoàng hùng nghiêng đầu nhìn lại một lát sau gật đầu nói đến ba bát được rồi bà chủ quán cười đáp hắn đặt đao lên bàn chờ bà chủ mang lên ba bát rượu ngọt mùi rượu thanh khiết không phải là quý báu nhưng làm hắn nhớ đến rượu hoa quế mẹ từng ủ hoàng hùng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ dưới mái hiên từng giọt mưa rơi xuống tạo thành những cái hố nhỏ trên đất hắn nhìn một lúc bỗng nhiên lắc đầu cười thực ra cũng không có gì hắn ngồi đây giống như ngồi trong nhà ngày xưa bà chủ quán này chăm sóc tạm thời có thể xem như mẹ dặn dò tiếng mưa rơi ngoài kia giống như tiếng đệ muội ồn ào. Còn cây đao này, sẽ cùng hắn tiếp tục con đường phía trước. Người đàn ông hung hãn ngửa đầu, uống cạn ba bát rượu, thả tiền bạc xuống, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Chỉ có dưới mái hiên, mưa rơi không nhanh không chậm, kéo dài mãi. Tại Kinh Thành, nhà họ Lâm hôm nay bầu không khí căng thẳng. Lâm phu nhân cầm khăn lau nước mắt, nhìn con trai, khóc không thành tiếng. Đang yên đang lành, sao con phải đi cắt quận? con có biết nơi đó chiến loạn không ngừng, con lại không biết võ, nếu gặp ô thác thì sao? Nương coi con là tim gan, nếu con có chuyện gì, nương phải làm sao? Được rồi. Lâm lão ra lâm mục cau mày nói. Khóc sướt mướt thế này, nếu để hạ nhân thấy thì làm sao? Lâm phu nhân không buông tha, nhắm mũi rồi vào lâm mục. Ngươi đồ vô dụng, đi nói với hoàng thượng để hạc nhi trở về. Nếu không ngươi thay hắn đi, ngươi sống nhiều tuổi rồi, con ta còn nhỏ, ôi nó yếu đuối thế này, sao có thể ra chiến trường? Lâm song hạc, lần đầu tiên hắn phát hiện, nước mắt mẹ mình lại nhiều đến vậy khi khóc. Nương, là con tự mình xin hoàng thượng, con muốn đi, đừng trách cha. Lâm song hạc nói. Đây là thời cơ tốt để lập công lớn, nhà họ Lâm không thể chỉ dựa vào nữ tử, nếu con lập được công, Lâm gia sẽ nổi danh đại ngụy. Ai cần? Lâm phu nhân mắng. Nhà chúng ta không thiếu tiền. Lần đầu tiên Lâm song hạc cảm thấy bất lực trước nữ tử nhìn về phía phụ thân. Lâm Mục khẽ nhíu mày hỏi. Người đã nghĩ kỹ chưa? Đây là chiến trường. Cha, con đã từng ra chiến trường, lần trước ở Tế Dương gặp người ô thác, con vẫn ổn. Các người lo lắng quá, vận khí của con từ trước đến nay không tệ. Không sao đâu, nhưng mà... Lâm phu nhân còn muốn nói, thì có tiếng gọi từ phía sau. Song Hạc, cùng ta tới. Chính là Lâm Thanh Đàm. Lâm Song Hạc thấy cơ hội chuồn đi, vội nói. Tổ phụ gọi con, rồi theo sát Lâm Thanh Đàm, vào đến thư phòng, Lâm Thanh Đàm quay người nhìn Lâm Song Hạc, hỏi. ngươi khăng khăng muốn đi cắt quận, có phải vì ôn dịch? Lâm Song Hạc sướng sờ, rồi cười hi hi. Vẫn là tổ phụ anh Minh. Người ô thác ở cắt quận giết hại người vô tội, thi thể trồng chất như núi, nghe nói đã có ôn dịch xuất hiện. Lâm Song Hạc chủ động xin đi, chính là để dập dịch. Người đã nghĩ kỹ, chiến trường không như kinh thành, lúc nào cũng có thể mất mạng. Lâm Thanh Đàm nói, khắp kinh thành đều biết, Lâm gia có đứa con trai nhỏ rất có thiên phú, nhưng tiếc là lối sống hoang đường, không thể thành đại sự. Có lẽ, ngay cả Lâm Mục cũng nghĩ vậy, Lâm gia kỳ vọng ở đứa con này, chỉ mong hắn sống bình an qua ngày, không gây ra đại sự. Tổ Phụ, người trẻ tuổi trước giờ cười đùa, lần đầu hiện ra vẻ trịnh trọng. Nếu như thời bình, con chuyên trị nữ tử y khoa, cũng không gì đáng trách. Nhưng khi chiến sự khẩn cấp, Lâm gia còn ham sống sợ chết, Lâm Trận bỏ chạy, thì không xứng làm nghề y. Lần này đi cắt quận, không chỉ để trị những người dân bị ôn dịch, mà còn để chữa trị cho binh sĩ bị thương trong quân đội. Chiến trường tất nhiên nguy hiểm, nhưng tổ phụ đã từng dạy, nghề thầy thuốc, lòng thương người không thể thiếu, lòng ích kỷ không thể có. Con là thiếu gia nhà Lâm, nhưng trước tiên, con là thầy thuốc. Lâm Thanh Đàm nhìn Lâm song hạc trước mắt, ánh mắt chấp động, một lúc lâu sau, người lão giả trầm lặng này lần đầu tiên nở nụ cười vui mừng. Thầy thuốc, cũng là nhân thuật, người đã có lòng nhân ái, điều này rất tốt, đi các quận đi. Ông nói, Lâm Đại Phu, nơi đó cũng là chiến trường của ngươi. chương 259, Thực Tiễn Trước ngày đi, Hòa Yến liên tục ở bên cạnh Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh. Khi biết Hòa Yến muốn đi cửu xuyên, Hòa Vân Sinh rất kích động và trách mắng. Ta biết ngươi rất giỏi, nhưng Hòa Yến, đó là cửu xuyên ở nhuận đô hay tế dương cũng tốt, ít nhất ngươi không phải một mình chiến đấu, ngươi chưa bao giờ chỉ huy quân lính một mình, làm sao đối phó với người ô thác. Họ rất xảo trá và hung tàn, vừa chiếm được cửu xuyên đã bắt đầu đổ sát. Ngươi là nữ tử, nếu bị bắt. Hòa vân sinh dùng mình, điều đó còn khổ hơn cả địa ngục. Hòa vân sinh. Hòa tuy nói lớn. Ngươi phải cẩn thận lời nói của mình. Thiếu niên im lặng ngay lập tức, nhưng ánh mắt nhìn Hòa Yến vẫn đầy lo lắng. Dù cho các tân binh của Lương Châu Vệ có khen ngợi Hỏa Yến thế nào, đối với Hòa Vân Sinh, Hỏa Yến vẫn là cô bé yếu đuối từng tranh cãi đòi mua bộ đồ mới và son môi. Một bông hoa được nung chiều chuyển ra ngoài đồng, sống sót dưới nắng gió đã là may mắn, làm sao để bông hoa yếu ớt đó đi chiến đấu, chém giết? Thật sự là hoang đường. Thánh chỉ đã ban, binh phù cũng ở trong tay ta. Hỏa Yến bất đắc dĩ nói: "Vân Sinh, ngươi bình tĩnh lại, ta còn chưa đi cửa xuyên." ngươi đã muốn sắp xếp việc đánh bại nếu chuyện này đến tai hoàng thượng gia đình chúng ta sẽ gặp rắc rối hòa vân sinh bị lời của nàng làm cho á khẩu một lúc sau mới nói chẳng phải do ngươi khoe khoang sao nam tử hán đại trượng phu hòa yến trêu hắn lúc quốc gia nguy nan là lúc cần người tài sao có thể chỉ nghĩ cho bản thân các thầy trong học quán của ngươi không dạy như vậy sao ta không quan tâm nhiều như vậy thiếu niên cắn răng nói ta chỉ quan tâm người nhà mình nếu có thể thay ngươi đi ta sẽ đi ngay không nói hai lời triều đình làm sao vậy nhiều nam nhân như vậy tại sao phải để một nữ nhân sông lên trước nhất hòa yến cười vân sinh lời ngươi nói ngươi từng kính yêu phi hồng tướng quân vốn dĩ bà ấy cũng là một nữ nhân mà nàng vỗ vai thiếu niên ta không nghĩ nhiều như vậy cũng không cho rằng mình là nữ nhân thì nên nút sau lưng chỉ là vì ta tin mình có thể ra chiến trường nên ta mới đi điều này không liên quan đến nam hay nữ yến yến hòa tuy nhìn nàng ánh mắt ông hơi đỏ nhưng cố tỏ vẻ khẳng khái con nói đúng cha cũng nghĩ vậy con là đứa có ý chí tự nguyện chờ lệnh đi cử xuyên trong lòng tất nhiên đã hiểu rõ cha không cản bước con đừng nghe vân sinh nói bậy cha tin con nhất định có thể đánh bại những người ô thác đó ông vừa nói xong đã nghẹn ngào nếu hòa tuy không phải đã lớn tuổi và tư chất bình thường ông nhất định sẽ cầm đao cùng Hòa Yến lao ra chiến trường. Nói yên tâm là giả, ông chỉ có một đứa con gái, nuôi như châu báu. Trước đây Hòa Yến vụng trộm đi lương châu vệ đã khiến ông lo lắng rất lâu, giờ đây lại phải đối mặt với những kẻ ô thác tàn bạo, làm sao ông có thể yên lòng. Nhưng nếu đây là quyết định của Hòa Yến, ông làm cha chỉ có thể ủng hộ. Cha đã từng nghĩ, hòa ra chúng ta sau này có thể có một vị tướng quân, nhưng luôn nghĩ là vân sinh, không ngờ lại là yến yến ông cảm khái nhìn cô gái trước mắt, ai có thể nghĩ rằng cô bé kiêu căng, luôn đòi mua son phấn ngày nào, giờ lại trở thành nữ anh hùng lãnh đạo quân đội, đối mặt với kẻ thù trên chiến trường. Trong lòng ông vừa tự hào vừa xót xa, tự hào vì con gái hòa tuy tài giỏi, không ai sánh bằng. Xót xa vì một cô gái phải ra chiến trường, đối mặt với những tàn khốc và đen tối mà các cô gái khác chưa từng trải qua. Nhưng nàng muốn làm đại bàng trên trời, thì phải để nàng bay tự do, chứ không phải làm con diều giữ dây trong tay mình nàng có trời đất riêng của mình dù trời đất đó ông làm cha không thể chạm đến cha tin mẹ con nhất định sẽ phù hộ con từ trên trời hòa tuy nói hỏa yến nhìn hòa tuy người cha này bao dung và khoan hậu luôn nghĩ cho nàng dù trong lòng đau đớn cũng không bao giờ thể hiện ra càng không dùng sự ra vẻ của mình để ràng buộc con gái thật may mắn họ là gia đình của nàng cha yên tâm Hỏa Yến nắm chặt tay Hòa Tuy, tay cha rộng lớn và thô ráp, lòng bàn tay có những vết chai dày từ năm tháng lao động. Con sẽ sớm trở về sau khi đánh bại người ô thác. Nàng nói từng chữ, như lời hứa. Con nhất định trở về. Trước ngày đi, vào lúc chạm vạng tối, Hỏa Yến và Tiêu Giác ra ngoài, ngồi xe ngựa đến phong nhạc lâu. Lâm Song Hạc hôm nay bao cả phong nhạc lâu, mời vài người bạn đến ăn uống. Hắn luôn tiêu xài phung phí, lần này đi cắt quận, không biết khi nào mới tiêu xài tiếp. Khi đến phong nhạc lâu, tiểu nhị dưới lầu dẫn đường đón họ. Nghỉ ngơi và nhìn quanh, chỉ thấy lâm song hạc đang ngồi một mình, trên bàn đầy thịt rượu, chính giữa là một nồi đồng nấu thịt dê. Ừ, 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 ừ. Mùi thơm ngào ngạt, lâm song hạc đang nói chuyện với một nhà công xinh đẹp, không biết nói gì mà cô nương cười không ngớt. Lâm huynh. Hỏa yến gọi, lâm song hạc quay đầu thấy hỏa yến, mắt sáng lên, đi tới phàn nàn các ngươi sao đến muộn vậy? Ta đến lâu rồi, còn tưởng hôm nay các ngươi không đến. Hỏa Yến nhìn quanh. Chỉ có ba người chúng ta sao? Chỉ ba người mà gọi cả bàn lớn như vậy, Lâm Song Hạc đúng là tiêu xài phung phí thật. Sao có thể, ta còn gọi cả vợ chồng Yến Nam Quang đến? Dù sao ngày mai cũng xuất phát, hôm nay coi như là tiệc chia tay cho mọi người và cũng cho chính ta. Nhưng mà... Lâm Song Hạc lay cây quạt. Yến Nam Quang sao trễ vậy? chẳng lẽ biết ngày mai lên chiến trường, hôm nay trốn trong nhà khóc rồi. Lâm song hạc, người mắng ai, ai trốn trong nhà khóc. Tiếng người từ ngoài vọng vào, họ nhìn lại, thấy Yến Hạ đang đỡ Hạ Thừa Tú vào. Yến Hạ đối diện Lâm song hạc. Rốt cuộc ai nhát gan, người hôm nay mời khách, chẳng phải để tạo mối quan hệ với ta, để ta bảo kê ngươi ở các quận, tránh bị người ô thác chém chết sao. Hắn cười lạnh. Đừng tưởng ta không biết hỏa yến chú ý đến hạ thừa tú được yến hạ đỡ lo lắng hỏi thừa tú cô nương sao vậy thân thể không khỏe sao theo lý nàng nên gọi hạ thừa tú là yến phu nhân nhưng hỏa yến vẫn thích gọi nàng là thừa tú cô nương hạ thừa tú dịu dàng kiên nhẫn thật khó tưởng tượng nàng lại kết hôn với yến hạ người có tính cách bạo như vậy hạ thừa tú nghe vậy có chút xấu hổ định nói thì yến hạ đã tiếp lời cố ý khoe khoang nhưng không muốn khoe quá trực tiếp liền ra vẻ nhẹ nhàng nói. Không có gì, chỉ là nàng đang mang bầu, nên phải cẩn thận một chút. Mang thai. Hỏa Yến ngạc nhiên. Lâm song hạc kích động. Bà chỉ có bầu, tới đây, để ta xem. Hắn định nắm tay Hạ Thừa Tú. Yến Hạ đẩy tay hắn ra, bảo vệ Hạ Thừa Tú, giận dữ. Làm gì, cho bà chị bắt mệt một chút. Lâm song hạc nói. Ta là bạch y thánh thủ, chuyên môn chữa trị cho nữ tử để ta xem thai tượng thế nào. Cút. Yến hạ đá hắn một cái. Đã nhờ thái y trong cung xem rồi, rất tốt, không phiền ngươi lo lắng. Bà chị, xem hắn kìa. Lâm song hạc nắm chặt cây quạt, nói nhỏ. Ngươi quản hắn đi. Hạ thừa tú cười lắc đầu. Yến hạ nhìn hỏa yến, nàng không hiểu, hắn lại nhìn tiêu giác ngồi trước bàn, đột nhiên đắc ý. Tiêu hoài cẩn, ta sắp làm cha. Nghe rồi. Tiêu giác trả lời lạnh nhạt. Ta làm cha trước ngươi một bước. Yến Hạ nhấn mạnh, ta dẫn trước ngươi. Hỏa Yến, Yến Hạ kiếp trước chắc chắn là gà trỏi, chuyện này có gì để so sánh. Nàng và Tiêu Giác mới kết hôn bao lâu, còn Yến Hạ đã kết hôn bao lâu, làm sao có thể so sánh được. Cuộc thi này thật không công bằng. Hỏa Yến đang suy nghĩ, Tiêu Giác đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Hỏa Yến, chấm hỏi. Sau một khắc, Tiêu Nhị Thiếu ra chậm rãi nói. Ai nói ngươi dẫn trước? Nụ cười của Yến Hạ cứng đờ. Ngươi có ý gì, con ngươi chưa ra đời, nữ nhi của ta đã biết học thuộc lòng sách. Hắn nhìn chén trà trong tay, môi khẽ nhếch. lâm song hạc. phốc, Một miệng trà phun ra, hỏa yến. Tiêu giác nói vậy, có phải ám chỉ lần nàng say rượu kéo tiêu giác học thuộc lòng sách không? Lâm song hạc cười che mặt, nói. Đúng, đúng, hoài cần làm cha trước ngươi, ta có thể làm chứng, là thật. Tiểu nữ nhi rất ngoan, cái gì cũng biết đọc thuộc. Làm sao có thể? Yến Hạ nghe xong, cấp bách, xông lên trước chất vấn. Còn biết học thuộc lòng sách, con gái tư sinh của ngươi, Tiêu Hoài Cẩn, ngươi nuôi con gái tư sinh từ khi nào? Tốt quá, người ta nói ngươi cao ngạo, ai cũng không thuận mắt, không ngờ ngươi vô sỉ thế. Còn ngươi... Hắn tiếc rèn sát không thành thép nhìn Hòa Yến, dạy dỗ. Ngươi là anh hùng giết địch trên chiến trường, sao có thể nhịn? Không chặt đầu tên khốn này đi. Hỏa Yến... Ta sợ quyền thế tiêu gia yến hạ mặt mày giận dữ vung tay bản tướng quân sẽ làm chỗ dựa cho ngươi ngày mai ly hôn ngay tiêu giác khẽ nhíu mày yến nam quang hắn bình tĩnh nói hôm nay ta không muốn động thủ ai sợ ngươi yến hạ nghe xong kích động vén tay áo lên tới thì tới nam quang hạ thừa tú lắc đầu nói khẽ hôm nay là tiệc của lâm công tử sao lại động thủ tiêu đô đốc chỉ đùa ngươi sao lại làm thật Hạ thừa tú vừa nói, Yến Hạ lập tức yêu siêu, chỉ nói. Được rồi, thịt dê đã nấu xong, ngồi xuống ăn trước đi. Lâm song hạc mời mọi người ngồi xuống, rồi đập nhẹ cánh tay tiêu giác, nói nhỏ. Hoài cẩn, ngươi thật là giỏi. Tiêu giác không để ý đến hắn, lâm song hạc tiêu xài phung phí, chọn món đắt nhất, cả bàn ăn toàn là bạc, nhưng tiền nào của nấy, thịt rượu ở phong nhạc lâu là ngon nhất sóc kinh. Hỏa Yến ban đầu nghĩ Yến Hạ tuy sợ vợ, nhưng dù sao cũng là võ tướng, làm việc chắc chắn sơ ý. Không ngờ lần này Yến Hạ thật khiến nàng bất ngờ. Hạ thừa tú ăn uống, món nào không ăn được hắn đều nhớ rõ. Hỏa Yến đoán, cùng nữ phục vụ hậu nương nương cũng chỉ cẩn thận đến mức này. Hắn vừa hầu hạ hạ thừa tú vừa nói. Các người có biết Dương Minh Chi không? Tiểu giác nghe cái tên này không có phản ứng, ngược lại lâm song hạc rừng một chút, hỏi. Sao vậy? Trước đây, Nghiếm Duyên đồng ý cho người ô thác mở chợ ở Đại Ngụy, Dương Minh Chi làm tuần phủ Kim Lăng, bị phản đối, suýt nữa mất mũ ô xa. Nghe nói Dương ra vì chuyện này mà mâu thuẫn với hắn. Hỏa Yến nhìn tiêu giác, hỏi. Sau đó thì sao? Hoàng thượng sau khi lên ngôi, rất tán thưởng hành động của hắn, thấy hắn làm tuần phủ Kim Lăng, liêm khiết, chiến tích xuất sắc, đình triệu hồi về sóc kinh, nhưng Dương Minh Chi từ chối. Ta cũng không biết tại sao hắn từ chối. Yến hạ nhún vai, dù hắn ở Kim Lăng, nhưng ta nghĩ, bệ hạ thường thức hắn, sớm muộn cũng phải trở về Sóc Kinh. Dương gia hiện tại hối hận muốn chết, ta trước kia không nhìn ra Dương lão đầu là loại người này. Trên bàn không ai trả lời hắn. Các người trước đây thế nào? Yến Hạ rất tò mò về chuyện Dương Minh Chi, lại hỏi tiêu giác. Thù gì mà xa đến vậy, bao nhiêu năm còn nhớ trong lòng. Tiêu hoài cẩn. Hắn nói. Làm nam nhân phải rộng lượng một chút, Ngươi như vậy bụng già hẹp hỏi tính là gì nam nhân? Im miệng. Lâm song hạc lườm hắn. Bạn này bụng già hẹp hỏi nhất chính là ngươi. Ta không có cùng bản thân mỗi người một ngả. Ngươi nói kìa. Lâm song hạc khinh thường. Ngươi có bản thân sao? Lâm song hạc. Hỏa yến kẹp một khối củ cải trắng bỏ vào chén tiêu giác. Tiêu nhị thiếu ra khi không ở quân doanh. Ăn ngoài thường chọn ăn chay. Có lẽ vì lo người khác xử lý không sạch sẽ. Hỏa yến cảm thấy hắn quá kỹ tính. Nhưng thôi, mỗi người mỗi tật. Nàng cắt ngang lời yến hạ, y muốn đổi chủ đề. Thừa tú cô nương, người hy vọng con trong bụng là tiểu thiếu gia hay tiểu tiểu thư. Hạ thừa tú cười, nàng không thể nói là quốc sắc thiên hương, nhưng tự có nét dịu dàng, nói. Tiểu thiếu gia hay tiểu tiểu thư, ta đều rất thích. Hỏa yến lại hỏi yến hạ. Yến tướng quân thì sao? Ta không quan tâm là thiếu gia hay tiểu thư, chỉ cần là con của phu nhân ta sinh ra, ta đều rất thích. Yến Hạ đắc y nói. Nếu là con của người khác, thiếu gia hay tiểu thư ta đều ghét. Hỏa Yến. Người này thật là cuồng, không biết con nhà khác đắc tội gì với hắn. Lâm song Hạc cũng hỏi Hạ thừa tú. Bà chị, đã đặt tên cho hài tử chưa? Cái này. Hạ thừa tú lộ vẻ khó xử. Cái này ta đã có chủ trương. Yến Hạ cướp lời. Nếu là nữ nhi, sẽ gọi là Yến mộ Hạ. Hỏa Yến. Đây là lấy từ ý nghĩa tên thừa tú cô nương không ngờ ngươi không biết chữ nào mà lúc này lại thông minh. Yến Hạ đắc ý nói. Thế nào, có phải thấy bản tướng quân rất biết đặt tên không? Hỏa Yến không biết nói gì. Yến Hạ có lẽ không nhận ra, hắn bảo vệ thê tử là tốt, nhưng mỗi lần hắn đắc ý khoe tình yêu thương thê tử ra mặt, lại trở nên vô cùng, không, cực kỳ ngu ngốc. Thật sự rất biết đặt tên. Hỏa Yến cười cổ vũ. Vậy nếu là Nam Nhi thì sao? Yến Hạ có vẻ không vui. Vậy sẽ gọi là Yến Lương Tương hy vọng khi lớn lên, hắn cũng có thể trở thành một tướng quân ưu tú như cha hắn. Ai nói cái này? Lâm song hạc cười nhạo. Vẫn không quên tự giác vàng lên mặt mình. Lâm song hạc. Yến hạt tức giận nói. Người đến các quận, còn muốn sống không? Sẽ nghĩ. Lâm song hạc chắp tay. Hy vọng Yến tướng quân cứu mạng chó của thiếu gia này. Lúc này Yến hạ mới hài lòng. Hỏa Yến cắn đùi dê hỏi. Lâm huynh, ngươi muốn đi cắt quận, thật là ngoài dự kiến của ta ta tưởng ngươi nếu muốn lên chiến trường, sẽ đi vân truy hoặc cửu xuyên. Đi vân truy thì có thể cùng tiêu giác một đường, đi cửu xuyên thì cùng nàng. Không phải hỏa yến khoe khoang, nhưng lâm song hạc quan hệ với nàng hoặc tiêu giác tất nhiên tốt hơn với yến hạ. Sau này nàng mới hiểu, các quận đang có dịch bệnh, lâm song hạc muốn đi các quận chắc vì lý do dịch bệnh. Hòa muội muội Lâm song hạc trước kia cũng gọi vài lần. Bà chị. Nhưng cảm thấy không thoải mái, cuối cùng gọi muội muội hắn nói ta biết rõ bản lĩnh của ngươi và hoài cẩn có ta hay không cũng không khác biệt lớn yến tướng quân thì khác nếu không có ta hắn bị thương không có thần y trị liệu làm sao không chậm trễ chiến sự hắn nhân duyên kém những quân y kia có khi nhân cơ hội hạ độc hắn thật thê thảm yến hạ giận tím mặt lâm song hạc miệng chó không mọc ngà voi ta làm sao có thể bị thương thật hoang đường ta nói cho ngươi biết sau này đừng xin ta cứu ngươi cút xa một chút. Hỏa Yến biết lâm song hạc miệng lưỡi không đáng tin, hắn nhìn không có quy củ, giống một ăn chơi thiếu gia, nhưng bên trong có chủ ý. Sau kinh lâm gia nuôi dưỡng nam nhi, há lại thật sự là kẻ tham sống sợ chết. Hỏa Yến nâng chén nhỏ bên cạnh, vì ngày mai xuất phát, hôm nay không dám uống say, chỉ đổi sang rượu gạo ngọt ngào, nàng nói. Dù tiên cô nương trước đây đưa chúng ta một vò bích phương rượu, nhưng hôm nay không nên uống chờ chúng ta đánh bại người ô thác, lại đến phong nhạc lâu, mời Lâm Huynh bày một bản tiệc ngon, lúc đó mới không phụ rượu ngon. Bây giờ thế nào, chưa uống chút rượu gạo, chúc mọi người chúng ta lần này đi diệt địch, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, tin chiến thắng liên tiếp, khải hoàn trở về, thế nào? Tốt! Lâm song hạc vỗ tay đầu tiên. Nói hay lắm! Tiêu giác liếc nàng, cười. Nằm chén nhỏ va vào nhau trên không trung tạo ra tiếng kêu thanh thúy, như tiếng va chạm của vũ khí trong chiến tranh lại như tiếng tù báo tin chiến thắng. Làm thôi. chương 260, xuất trinh. Cuộc vui nào rồi cũng phải tan, đêm đã khuya, phong nhạc lâu chỉ còn lại những chiếc bàn bừa bộn. Các thanh niên đã tản đi, mỗi người tranh thủ một điểm dừng chân cuối cùng để an ủi nhau. Trong phòng, người phụ nữ xinh đẹp đang xếp từng chiếc áo vào bọc quần áo, thì người đàn ông bước vào thấy cảnh đó liền lấy một chiếc. Thưa Tú, ta đã bảo nàng đừng làm những việc này mà, Yến hạ kéo nàng đến giường ngồi xuống bây giờ nàng đang mang thai phải cẩn thận hơn nếu mệt thì làm sao hạ thừa tú nói ta chỉ là mang thai thôi mà sao ngươi phải làm quá lên vậy mang thai không phải chuyện nhỏ đâu yến hạ lo lắng những việc nặng nhọc này cứ để người hầu làm nàng chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là được hạ thừa tú im lặng ta chỉ nghĩ tới hai bộ quần áo mới làm trước đó mà ngươi chưa kịp mặc giờ muốn mang cho ngươi trong hai năm qua yến hạ rất ít khi về sóc kinh có lúc hạ thừa tú chuẩn bị cho hắn bộ đồ mới mà chưa kịp mặc thì hắn đã rời kinh ta đi đánh trận mặc đẹp để làm gì yến hạ không suy nghĩ nhiều nói không cần mang nhiều đồ như vậy hạ thừa tú lại im lặng nàng không nói gì yến hạ cũng có chút bối rối trước mỗi lần xuất trinh điều hắn sợ nhất là hạ thừa tú im lặng con gái của hạ đại nhân dịu dàng mà kiên cường từ nhỏ yến hạ cũng đã thấy cảnh võ tướng xuất trinh người nhà khóc lóc giữ lại, ngay cả mẹ hắn cũng thế. Nhưng Hạ Thừa Tú chưa bao giờ như vậy, nàng chỉ im lặng như lúc này thôi. Nhưng sự im lặng này lại càng khiến hắn ấy náy và thương tiếc hơn. Là một võ tướng, khi quốc gia gặp nạn phải ra tay cứu giúp, từ nhỏ đến giờ, hắn chưa bao giờ thẹn với trời đất và quân sư, chỉ có thua thiệt với vợ con và gia đình. Yến Hạ do dự một chút, ôm Hạ Thừa Tú vào lòng, thở dài. Thừa Tú, ta làm nàng thiệt thòi rồi. Hạ thừa tú ngạc nhiên một chút, rồi cười. Đây không phải là thiệt thòi gì, ngươi đến các quận để bảo vệ đại ngụy, ta ở kinh thành An Bình cũng là nhờ ngươi che chở. Nhưng mà ta... Yến hạ nhíu mày. Khi nàng mang thai, ta lại không thể ở bên cạnh. Có con với hạ thừa tú là điều đáng mừng, nhưng đi kèm theo đó là sự tiếc nuối, lo lắng và ái náy. Ta đã lấy ngươi, đương nhiên đã đoán trước sẽ có ngày như vậy. Nếu ta kêu khổ với ngươi, chẳng khác nào làm kiêu, Hạ Thừa Tú cười, trong tình thế nguy cấp, ngươi không ở Sóc Kinh, tiểu gia hỏa cũng sẽ hiểu. Yến Hạ nhìn bụng Hạ Thừa Tú, đặt tay lên và thì thầm, "Không biết là tiểu công tử hay tiểu tiểu thư, hôm nay ta nghe ngươi nói trên phong nhạc lầu, tưởng rằng ngươi không để ý đâu." Hạ Thừa Tú cười nhẹ, "Ta vốn không quan trọng là nam hay nữ, dù sao cũng là huyết mạch của ta. Nếu thật là con trai, ngươi hy vọng nó sẽ làm võ tướng giống ngươi sao?" Hạ Thừa Tú hỏi Yến Hạ suy nghĩ, ta hy vọng nó làm võ tướng, nhưng nếu nó không thích, muốn làm gì khác cũng được. Lại nói, nếu con ta muốn học võ, cũng không thành vấn đề, năm đó đồng môn của ta, Phi Hồng tướng quân, cũng là một nữ tử. Nếu con ta muốn làm Phi Hồng tướng quân thứ hai, ta sẽ ủng hộ. Hơn nữa, ta sẽ dạy nó toàn bộ tuyệt học của mình, để nó vượt qua cả Phi Hồng tướng quân. Hạ Thừa Tú nhìn hắn, gật đầu. Hiểu rồi, ngươi vẫn thích con gái hơn bị nói chúng, Yến Hạ không giận, nói. Không sai. Hạ thừa tú không nhịn được cười, sau đó đặt đầu lên vai Yến Hạ, nói khẽ. Nếu như, ta nói nếu như, lúc mộ hạ sinh ra có người ở bên cạnh thì tốt. Yến Hạ giật mình, biết rằng chiến tranh không biết khi nào kết thúc, có thể kịp hoặc không kịp. Hắn nắm chặt tay hạ thừa tú. Ta sẽ cố gắng hết sức, thừa tú, ta cũng muốn nhìn thấy con chúng ta chào đời. Ban đêm ở Sóc Kinh, dường như không còn lạnh như mấy ngày trước nữa. Trong phòng, lò sưởi đã được dập tắt, Hỏa Yến sau khi tắm xong, bước vào phòng ngủ, thấy tiêu giác đang ngồi trước bàn lau kiếm. Thanh kiếm ẩm thu trong tay hắn, ánh sáng lấp lánh, thoạt nhìn không giống một thanh kiếm, mà như một bảo vật quý hiếm. Khó có thể tưởng tượng được một thanh kiếm đẹp như vậy lại có thể sắc bén trên chiến trường, cắt đứt đao của địch và chẻ mũi tên thành hai đoạn. Hắn dùng lụa lau sạch mũi kiếm cuối cùng, rồi cất kiếm vào vỏ, thì thấy một thanh kiếm khác được đặt trước mặt mình, kèm theo tiếng cười vui vẻ của người bên cạnh. Tiêu đô đốc, giúp ta lau kiếm này nữa nhé. Tiêu giác liếc nhìn nàng, hỏa yến cười hì hì nhìn hắn, một lát sau, hắn im lặng nhận lấy thanh kiếm, rút ra và bắt đầu lau giúp nàng. Hỏa yến ngồi xuống trước bàn. Thanh lang và ẩm thu là hai thanh kiếm hoàn toàn khác nhau. Theo lý thuyết, kiếm của nữ thường nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng thanh lang lại rất nặng, ngay cả nam cầm cũng không nhẹ nhàng. Thân kiếm xanh cổ điển, thoạt nhìn bình thường, nhưng khi nhìn kỹ, lại khác biệt đặc biệt. Giống như chủ nhân của nó. Hỏa yến chống cầm nhìn chàng trai trước mặt. Hắn cũng vừa mới tắm, bên trong chỉ mặc áo trong màu ngọc xanh, khoác áo ngoài một cách tùy tiện, không tuân theo quy củ gì, vốn là một mỹ nhân lười biếng, nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ lau kiếm, khiến cho vẻ nghiêm khắc lạnh lùng và sự lười biếng mâu thuẫn nhau, lại càng làm người ta không thể rời mắt tiêu giác chú ý đến ánh mắt thẳng thắn của Hỏa Yến, hỏi. Nhìn gì thế, ta đang nghĩ. Hỏa Yến không che giấu. Gương mặt này của ngươi, đúng là không hổ danh, ngọc diện đô đốc. Làm võ tướng mà có thể đẹp như vậy, đối với những võ tướng khác, thật là một sự sỉ nhục. Tiêu giác nhếch môi. Rất kỳ lạ, hắn không thích người khác bàn luận về dung mạo của mình, vì trong mặt mà bắt hình rong là điều nông cạn. Nhưng mỗi lần Hỏa Yến thẳng thắn khen hắn đẹp, hắn lại không ghét thậm chí còn thích. Đôi khi Tiêu Giác tự hỏi liệu mình có trở nên nông cạn khi lại thấy vui vì điều đó. Hỏa Yến chờ hắn lau xong thanh lang, cất kiếm vào vỏ, rồi đứng lên, treo cả hai thanh kiếm lên tường. Tiêu Giác vừa treo xong kiếm, liền bị ai đó ôm từ phía sau. Hỏa Yến rất thích ôm hắn như thế này, như đứa trẻ dính người lớn. Có lẽ vì nàng quá thấp, hoặc không phải Hỏa Yến thấp mà Tiêu Giác quá cao. Tóm lại, mỗi khi nàng ôm eo Tiêu Giác như vậy, vẻ mặt nàng rất vui, và niềm vui này khiến người nhìn cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nữ anh hùng. Chàng trai đứng yên, trong giọng nói mang chút chế nhạo. Ngươi muốn ghiền chết ta sao? Phía sau truyền đến giọng nàng chế nhạo. Ta còn chưa dùng sức, tiêu đô đốc, sao ngươi yếu đuối vậy? Nói rồi, tay nàng sờ loạn bên hông hắn. Tiêu giác. Hòa yến. Hòa yến chạm vào túi thơm bên hông hắn, kéo ra, cầm trên tay nói. Tiêu giác, ngươi định khoe tay nghề nữ công của ta khắp nơi sao tiêu giác xoay người lại nhìn túi thơm trên tay nàng hơi nhướng mày cái đó giống như là ta hỏa yến không nói nên lời nàng vốn không để ý cho đến hôm nay lâm xong hạc nói hòa muội muội cái túi thơm xấu xí trên người hoài cẩn là chuyện gì thế dù sao hắn cũng là nhị công tử của tiêu gia treo một thứ xấu xí như vậy thật khó coi ngươi đã là phu nhân của hắn thỉnh thoảng cũng phải chú ý chút chứ Hòa Yến. Chú ý. Một lần, không để ý còn tốt, một khi để ý, thực sự là vừa tức vừa buồn cười. Trước đó Bạch Mộ Vi đã tặng tiêu giác một phù bình an, đặt trong túi thơm, lúc đó vì một lý do bí mật nào đó, Hỏa Yến đã thêu một mặt trăng trên túi thơm đó. Nói thật, vầng trăng đó không đẹp lắm, nhưng đó là tấm lòng của nàng. Nhìn thấy bây giờ, tiêu giác chắc đã phát hiện ra bí mật. Nhưng hắn lại lật mặt theo ra ngoài, chuyện này là sao? ai nhìn thấy cũng chỉ nghĩ đây là một cái túi thơm xấu xí ngươi không nói cho họ biết là ta thêu sao hỏa yến sốt ruột xấu như vậy chắc chắn không phải do ta thêu tiêu giác cười à ta chỉ nói cho họ biết là phu nhân của ta thêu hỏa yến cảm thấy lòng như cho tàn nàng trả lại túi thơm cho tiêu giác Tùy ngươi dù sao cũng đã bị nhìn thấy nhưng ngươi đeo trên người thật không thấy xấu sao thế cũng tốt hơn so với lâm song hạc văn nhã mà lại cầm cái quốc sắt làm trang trí, xấu chỉ là thứ yếu, chủ yếu là không hợp. Có sao? Tiêu giác buộc lại túi thơm vào áo ngoài. Ta thấy cũng không tệ lắm. Hỏa Yến thầm nghĩ, chẳng lẽ sự mù loà cũng lây nhiễm? Hắn xoay người, nhìn Hỏa Yến. Đến Vân Truy, ta nhìn thấy nó, cảm giác như gặp lại ngươi. Hỏa Yến. Ngươi đang nói ta xấu xí sao? Hắn sướng sờ một chút rồi cười, thản nhiên nói. Ý tưởng của ngươi luôn khác thường. Hỏa Yến cũng cười, nàng đâu có khác thường, chỉ là chuẩn bị lên đường một đêm, không muốn làm bầu không khí trở nên đau lòng thôi. Khi đối mặt với ly biệt, người ta thường yếu đuối và thương cảm, nhưng nàng lại không muốn như vậy, nếu biết mục tiêu của mình ở phía trước, và nơi mình sẽ gặp lại, thì cứ bước nhanh lên phía trước, tiêu sái mà tiến tới. Cái gọi là uy hiếp, thực ra chính là áo giáp. Tiêu giáp, ngươi có thể hứa với ta một điều không nàng hỏi chuyện gì cửu xuyên và vân truy không cùng một hướng khi chiến tranh nổ ra tin tức giữa ngươi và ta cũng cần thời gian để truyền đến trước đây ta chỉ có một mình không lo lắng gì nhưng bây giờ ngươi và ta là phu thê ta muốn ngươi hứa với ta nếu có tin tức bất kể là tin gì cứ làm những gì cần làm đừng để ảnh hưởng đại cục không nên dừng lại nàng nhìn người đàn ông trước mặt tiếp tục tiến tới không ai có thể đảm bảo kết quả của chiến tranh. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cùng người trong lòng cùng nhau xuất trinh. Một người không thể phân tâm, làm võ tướng trên chiến trường, toàn bộ tinh lực chỉ có thể dồn vào chiến trường và quân địch trước mắt, mỗi lần phân tâm đều là tối kỵ. Lúc đó, cái gọi là chồng, con trai, cha đều phải bỏ lại, trên chiến trường, không phải binh thì là tướng, chỉ vậy thôi. Tất nhiên, nàng cũng vậy. Câu này cũng áp dụng cho ta. Hỏa Yến nói bất kể gặp gì, bất kể nghe gì, ta cũng sẽ dẫn binh tiến tới, không lùi lại hay dừng lại vì bất cứ điều gì. Đôi mắt cô gái lóe sáng, như mang theo chút ấy náy, nàng do dự một chút. Ngươi có thể nghĩ ta rất vô tình, ta đồng ý với nàng. Tiêu giác cắt ngang lời nàng. Hỏa Yến sững sờ. Tiêu giác nói. Ngươi cũng hứa với ta một điều. Chuyện gì? Hắn hơi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên chán Hỏa Yến. Còn sống trở về ánh mặt trời đầu xuân chiếu qua cửa sổ được trang trí bằng giấy cắt hoa, mặt trời bị cắt thành những tia sáng nhỏ, lấp lánh trên sân. Thị vệ cao lớn bước vào từ bên ngoài, mang theo một bọc quần áo. Muốn rời kinh đánh giặc, trước đây, thị vệ cũng nên hồi cửu kỳ doanh để cùng đi vân truy. Một bóng dáng nhỏ nhắn đang quét sát trong sân, xích ô đứng sau cô gái đó, do dự không biết có nên gọi nàng không. Theo lý thuyết, trước đây hắn ở hòa gia một thời gian, mặc dù không giúp được gì cho Hỏa Yến, nhưng ít nhất cũng thân thiết với tiểu tỷ Thanh Mai của Hỏa Yến. Thậm chí Sích từng nghĩ rằng hắn và Thanh Mai có mối quan hệ không tệ, vì lần đầu tiên hắn bị một cô gái sai khiến xoay quanh, mà thái độ tự nhiên của đối phương cũng ảnh hưởng đến hắn, lâu dần, Sích Ô cũng cảm thấy muốn tốt cho nàng là điều đương nhiên. Nhưng sau khi Hỏa Yến đến tiêu ra, Thanh Mai vừa thấy hắn liền trốn, như thể hắn là ôn thần vậy. Sích không hiểu, nhưng không tiện hỏi rõ tiểu cô nương, thêm vào đó sau này có quá nhiều việc, nên hắn cũng không gặp Thanh Mai nhiều lần. Hôm nay đi lần này, có lẽ sẽ lâu lắm mới gặp lại tiểu tỷ này, Xích Ô đang do dự, liệu có nên tiến lên chào hỏi, coi như là tạm biệt. Hắn còn chưa nghĩ ra, thì Thanh Mai đã quay đầu lại, thấy Xích Ô, ngạc nhiên một chút, nói. Xích Ô thị vệ, à, ta đi thôi. Xích Ô gãi đầu. Vừa vặn đi ngang qua. Nói rồi, hắn lại không biết nói gì thêm, định quay người rời đi chờ chút thanh mai gọi hắn lại từ bàn đá bên cạnh lấy ra một cái bao bố nhét vào ngực xích ô ngươi đến vừa đúng lúc nếu ngươi không đến ta cũng chỉ có thể nhờ thiếu phu nhân giao cho ngươi đây là gì xích ô sững sờ thiếu phu nhân nói vân truy ven biển rất ẩm ướt ta làm đôi giày đế cứng một chút chống nước tay nghề không được tốt lắm ngươi chấp nhận mặc nhé nàng nhấn mạnh Coi như đền đáp công ngươi giúp ta quét sân trước đây. Dày, Sikho nhìn bao vài trong ngực mình, tâm trạng hơi khác thường. Thanh Mai thấy hắn còn đứng đó, chống lạnh nói. Ngươi còn không đi sao? Đợi lát nữa trễ không sợ thiếu gia quân lệnh phạt sao? Sikho lúc này mới tỉnh lại, do dự một chút, nói một tiếng. Đa tạ. Rồi xoay người đi. Thanh Mai lại gọi hắn. Này, còn chuyện gì nữa? Sikho hỏi nàng nhấc cây trồi bên cạnh quay người hướng về phía sân đi vừa đi vừa nói thêm đao kiếm không có mắt ngươi cẩn thận chút xích hô nhìn bóng lưng nàng ho nhẹ một tiếng dường như muốn cười nhưng lại nhịn được nhét bao vải vào ngực nhanh chân rời đi ngoài cổng thành đông kín người dân đến xem náo nhiệt và tiễn biệt người thân bên cạnh tiêu cảnh bạch mộ vi nắm tay hỏa yến dặn dò nàng muôn vàn cẩn thận sau đó nàng đưa cho hỏa yến một cái phù bình an nói đây là ngọc hoa tự đại sư đã khai quang ta cầu được hai cái một cái cho ngươi một cái cho hoài cẩn a à, hòa nàng nói ta biết ngươi có tâm tư lớn lao nhưng ngươi cũng phải bảo vệ tốt chính mình hỏa yến treo túi thơm chứa phù bình an cùng hắc ngọc bên hông cười nói ta biết đại tẩu yến yến ngươi yên tâm đi cửu xuyên cha ở nhà chờ ngươi trở về hòa tuy hào hứng vẫy tay với nàng muốn tỏ ra tiêu sái nhưng mí mắt lại đỏ lên không tự giác trong mắt hòa yến cũng hiện lên chút ướt át hòa vân sinh không nói gì chỉ khi hòa yến đến bên cạnh cuối cùng không nhịn được cắn răng nhắc nhở hòa yến tự ngươi nói ra tốt nhất hãy làm được ta biết ta biết hòa yến liên tục gật đầu nhất định còn sống trở về yên tâm đi nàng lại xoa đầu hòa vân sinh khi ta không có ở đây hỏa ra nhờ ngươi chăm sóc, vân sinh. Hỏa vân sinh. Ngươi yên tâm. Ba chữ, nói ra đầy khí phách. Hỏa Yến không biết nói cảm giác gì trong lòng, kiếp trước mỗi lần ra chiến trường, nàng chỉ có một mình, bây giờ có nhiều ràng buộc như vậy, nhưng không làm nàng cảm thấy bị ràng buộc, ngược lại, nội tâm nàng tràn đầy sức mạnh. Hòa tâm ảnh hôm nay cũng đến, giấu trong đám người, bị Hòa Yến phát hiện, nàng do dự một chút, rồi bước ra, cầm bọc quần áo đưa cho Hòa Yến. Hòa tâm ảnh nói. Ngươi là nữ tử, trong quân đội mọi thứ đều bất tiện, đây là chút y phục và đồ nhỏ do ta tự làm, ngươi sẽ cần dùng đến. Hòa yến cười. Cảm ơn, tâm ảnh, ngươi nghĩ thật chu đáo. Hòa tâm ảnh mấp máy môi. Ngươi lên chiến trường, ta chỉ có thể làm những thứ này. Tỷ tỷ. Nàng gọi nhỏ. Ngươi nhất định phải bình an trở về. Hòa yến nháy mắt với nàng. Yên tâm đi, chờ ta trở lại, dùng quân công đổi ban thưởng sẽ mua đồ trang sức đẹp nhất cho ngươi. Hòa tâm ảnh bị lời nàng làm cười, đầu kia, Yến Hạ ở cổng thành thúc giục. Vũ An Hầu, ngươi còn đang mè nheo gì? Xuất phát, đến rồi đến rồi. Hòa Yến nói, rồi bước tới, leo lên ngựa. Bên cạnh, tiêu giác mặc nhung trang oai hùng, đeo trường kiếm bên hông, cưỡi ngựa cùng nàng sóng vai. Hạ thừa tú được thị nữ đỡ, nhìn theo đội ngũ binh mã ra khỏi thành, cho đến khi không còn thấy nữa, mới nhẹ nhàng vuốt ve bụng, thì thầm. Mộ hạ, nhanh cùng cha ngươi nói tạm biệt. Trình Lý Tố cõng người nhà mình chạy ra, giờ phút này trốn trong đám đông, hỏi tống đào đào bên cạnh cũng lén ra ngoài. Ngươi nói, khi nào họ có thể trở về? Tiểu cô nương hiếm khi không tỏ ra không kiên nhẫn với hắn, chỉ nói. Không biết. Một lát sau, nàng mới chậm rãi nói tiếp. Nhưng ta hy vọng mọi người đều có thể trở về. Cổng thành mở rộng, dưới ánh mặt trời, gió thổi nhảy qua cỏ cây đội xe binh mạ tiến về phía trước như con rồng khổng lồ uốn lượn không sợ hãi lao vào chiến trường cờ hiệu bay phấp phới uy thế chấn động ngàn dặm phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn